Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 197. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không phải ngươi nói, Linh Ma Thành ta xây một lần, ngươi giết một lần sao? Nào, hôm nay Linh Ma Thành ta đã xây xong, mong ngươi đến giết. Diệp Huyên im lặng. Tả Tôn châm chọc, thế nào, không giết nữa sao? Diệp Huyên nhìn Tả Tôn, cười nói, ta muốn giết thì giết, không muốn giết thì không giết, ngươi cắn ta à? Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu ngươi không dám, thì cứ nói thẳng. Diệp Huyên do dự, như có chút sợ hãi. Thấy vậy, Tả Tôn nhếch miệng chế giễu, sợ rồi. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn, như bị khiêu khích, lập tức nổi giận, ta mà đi, chắc chắn các ngươi sẽ lao vào đánh ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì bản tôn đến đấu với ta một trận, chúng ta giao đấu công bằng. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không trốn. Diệp Huyên nổi giận, ai trốn làm cháu? Tả Tôn đáp, được. Vừa dứt lời, tinh không chỗ gã khẽ rung chuyển, sau đó, bóng hình mờ ảo của gã dần dần ngưng tụ lại. Bản Tôn đến rồi. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Lượng biến. Tả Tôn còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã trực tiếp bay đi. Diệt gọn. Tả Tôn bay đi kia mắt vẫn còn trợn tròn, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Bản thân đã bị giết rồi sao? Sao có thể? Trong không trung, Diệp Huyên thu kiếm về, hắn nhìn đầu Tả Tôn bay đi, ai cho ngươi cái gan để ngươi nói với ta như vậy? Ngươi không biết là ta vô địch sao? Tả Tôn. Không thể không nói, Tả Tôn đúng là chết không nhắm mắt. Phải biết là, lúc trước khi gã và Diệp Huyên giao đấu, Diệp Huyên còn bị gã áp chế, mà bây giờ, gã lại bị một kiếm giết chết. Một kiếm diệt gọn. Như vậy có phần không bình thường. Vẻ mặt Tả Tôn vô cùng khó tin, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Diệp Huyên thu kiếm, mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ trong tay Tả Tôn bay đến trước mặt, hắn liếc nhìn, trong nhẫn, có chừng 10 vạn tinh thần mạch. 10 vạn. Lại có thể bắn hai phát súng rồi. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, quay người rời đi. Ngay lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên khẽ chuyển động. Diệp Huyên nhíu mày, ngón cái tay trái để trên chuôi kiếm Thanh Huyên. Lúc này, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo hai mắt. Có nguy hiểm. Sau đó, Diệp Huyên bỗng xoay mạnh người chém một kiếm. Ầm. Kiếm rơi xuống, đất trời lập tức vỡ nứt. Thế nhưng sau đó, Diệp Huyên lập tức bị một luồng hơi thở kinh khủng đẩy lùi đến mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, kiếm thì không sao nhưng tay phải hắn đã hoàn toàn nứt ra, thấy rõ cả xương trắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía xa, bóng hình mơ hồ kia dần dần hiện rõ, là một người đàn ông trung niên, mặc trường bào đen, tóc dài buông xõa. Diệp Huyên chậm chậm nắm chặt kiếm. Người đàn ông trung niên này, mạnh hơn Tả Tôn kia rất nhiều. Ngay lúc ấy, một âm thanh bỗng vang lên từ chân trời, Mộc Hư, hôm nay có ngọn gió nào mang vị tộc trưởng Linh Ma tộc ngươi đến vậy? Tộc trưởng Linh Ma tộc. Diệp Huyên quay đầu nhìn, ở phía xa, có một người đàn ông áo bào trắng đứng đó. Điện chủ Đại Hoang Điện, Thái Hoang. Mộc Hư lạnh lùng nhìn Thái Hoang, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Diệp Huyên, Ma Thành ta đã dựng xong, hoan nghênh đến giết. Nói xong, gã quay người lập tức biến mất tại chỗ. Diệp Huyên thấp giọng, tiểu tháp, hắn đang khiêu khích ta sao? Tiểu tháp đáp, đúng vậy, tiểu chủ, làm hắn không? Diệp Huyên gật đầu, ngươi lên trước. Tiểu tháp ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta vẫn nên dĩ hòa vi quý thôi. Diệp Huyên. Lúc này, Thái Hoàng kia nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp tiểu hữu từ nơi nào đến đây. Diệp Huyên nói, Thanh Thành. Thái Hoang nhíu mày, Thanh Thành. Diệp Huyên cười nói, là một nơi nhỏ thôi. Thái Hoang nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, tiểu hữu, chúng ta có chung kẻ địch, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thái Hoang nhìn Diệp Huyên, liên thủ. Diệp Huyên lại trầm mặc, bên ngoài chiêu trò thâm sâu, vẫn nên cẩn thận. Thái Hoang cười nói, Diệp công tử, có thể ngươi biết không quá rõ về Linh Ma tộc này. Bọn họ không đơn giản như vẻ ngoài. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì?
Thái Hoang trầm giọng nói, linh ma tộc này, sau lưng còn có người. Diệp Huyên bỗng ngây người, sau đó nói, sau lưng còn có người. Thái Hoang gật đầu, nếu không có người, năm đó bọn họ nào dám dùng hết sức trong tộc tấn công đại hoang ta chứ? Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, sau lưng bọn họ có ai vậy? Thái Hoang thấp giọng đáp, ngũ hành chi chủ, người nắm giữ ngũ hành chi đạo của thế gian. Ngũ hành chi đạo. Diệp Huyên trầm giọng, giống thời gian chi chủ. Thái Hoang gật đầu. Diệp Huyên có phần không hiểu, hắn sai khiến linh ma tộc tấn công đại hoang làm gì? Thái Hoang khẽ cười nói, đại hoang cổ giới, có một thần vật này, đều khiến mấy vị trí cao kia ham muốn. Diệp Huyên hiếu kỳ, vật gì? Thái Hoang thấp giọng nói, hoang cổ thánh điện, năm đó là nơi hoang cổ đại đế ở lại, là trí cao siêu việt. Tương truyền, có thiên mạch trong truyền thuyết. Diệp Huyên hỏi, trí cao siêu vật, so với mấy người như thời gian chi chủ còn mạnh hơn. Thái Hoang gật đầu. Diệp Huyên lại hỏi, thiên mạch là gì? Linh mạch sao? Thái Hoang cười nói, không phải, là một loại truyền thừa thần bí. Ngươi có biết thời gian chi chủ và ngũ hành chi chủ vì sao có thể trở thành người đứng đầu chí cao, độc chiếm nhất đạo càn khôn không? Diệp Huyên thấp giọng nói, thời gian chi chủ có thể trở thành thời gian chi chủ, không phải vì hắn là linh do thời gian ngưng tụ thành sao? Thái Hoang khẽ cười, tiểu hữu chỉ biết một ít trong đó, hắn đúng là linh do thời gian ngưng tụ thành, nhưng ngươi có biết, thời gian mỗi một vũ trụ đều có linh của riêng mình, cả vạn nghìn vũ trụ thì có cả vạn nghìn linh của thời gian. Hắn bây giờ là thời gian chi chủ, là vì hắn trở thành một người mạnh nhất, sau đó thống lĩnh linh hồn thời gian của cả vạn nghìn vũ trụ, cũng giống như đế vương trong trần gian thế tục vậy, người có vô số, nhưng chỉ có người mạnh nhất mới có thể trở thành vua. Mà sở dĩ thời gian chi chủ có thể trở thành vua của thời gian chi đạo, nghe nói là vì năm đó hắn có được một thiên mạch truyền thừa. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, thiên mạch truyền thừa là gì? Thái Hoang lắc đầu, cái này ta không biết. Cũng chỉ có trí cáo như bọn họ mới biết được. Diệp Huyên chớp mắt, không phải ngươi đã nói là hoang cổ thánh điện ở Đại Hoang sao? Thái Hoang cười khổ, là ở Đại Hoang, huống hồ, ta còn biết vị trí cụ thể, nhưng, biết không có nghĩa ta có thể đi vào. Ta không chỉ không dám đi vào, ngay cả lại gần nơi đó cũng không dám. Diệp Huyên hỏi, nguy hiểm. Thái Hoang gật đầu, không phải nguy hiểm bình thường. Diệp Huyên nói tiếp. Hoang cổ đại đế có giàu không? Thái Hoang do dự chốc lát sau đó nói, cao thủ cấp bậc như vậy, đương nhiên là giàu có, nếu không, sao ông ta có thể tu luyện đến mức như vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, hiểu rồi. Theo lời điện chủ, năm đó ngũ hành chi chủ kia muốn hoang cổ thánh điện, tại sao hắn không tự mình đến lấy? Nếu bản tôn ngã xuống, Thái Hoang người có lẽ cũng không dám phản kháng đúng chứ? Thái Hoang cười khổ, nếu bản tôn hắn đến lấy, ta sao dám phản kháng? Ta không chỉ không dám phản kháng, mà còn lên hoan nghênh. Vấn đề là, bản thân hắn không phải bản tôn đến. Hắn để linh ma tộc đến, sau đó đồng ý với linh ma tộc, sau khi làm xong, đại hoang này chính là của linh ma tộc. Diệp Huyên không hiểu, tại sao lại muốn như vậy? Thái Hoang thấp giọng thở dài, có nhiều người, muốn là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Diệp Huyên. Thái Hoang nói tiếp, năm đó, hoang cổ đại đế nói là hoang cổ thánh điện, người có duyên sẽ có được, mà theo ta biết, ngũ hành chi chủ và hoang cổ thánh điện này còn quen biết nhau, có lẽ là cao thủ cùng cấp, nhưng, hoang cổ đại đế lợi hại hơn nhiều. Sở dĩ ông ta không đích thân đến, có lẽ là sợ bị người ta chê cười, với tình huống bình thường, người bình thường đều giữ mặt mũi, kiểu không cần mặt mũi như vậy, cũng khá ít. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Mẹ nó! Có tên ngốc này có biết nói chuyện không vậy? Thái Hoang lại nói, hơn nữa, nếu bản tôn hắn đến lấy, thì mấy vị trí cao còn lại sợ rằng cũng sẽ không để hắn lấy như vậy, vì thế, hắn lựa chọn để linh ma tộc làm chuyện này. Nói đến đây, Thái Hoang bỗng lắc đầu, thật ra, ta cũng rất phiền não. Ban đầu nếu hắn đến tìm ta cũng sẽ phối hợp với hắn mà. Hắn muốn làm gì thì cứ làm, chắc chắn sẽ phối hợp vô điều kiện. Dù sao, một vị trí tôn như vậy, sao ta có thể không phối hợp chứ? Ta nịnh nọt còn không kịp đấy, cũng không biết đầu óc hắn có nước hay không, người gần trong gang tấc thì không tìm, cứ phải đi tìm linh ma tộc, mẹ nó,
loại người như vậy cũng có thể trở thành chí cao. Diệp huynh, nói câu thật lòng, trong lòng ta rất bất bình. Diệp huynh. Thái Hoàng càng nói càng tức, Diệp huynh, người biết không? Tu luyện đến bây giờ, ta từng gặp rất rất nhiều người, ta phát hiện ra một vấn đề, chính là có những người chỉ tu luyện cảnh giới, không tu luyện đầu óc, hơn nữa, có những người, thực lực mạnh, mà não thì không dùng được. Diệp huynh cũng gật đầu, đúng vậy. Thái Hoàng nhìn Diệp huynh quan sát, sau đó nói, Diệp huynh tuổi nhỏ đã có thực lực kinh khủng như vậy, nghĩ ra thân phận cũng không bình thường đâu. Diệp huynh cười nói, Thái Hoàng điện chủ, ta còn có một vấn đề, ban đầu ngũ hành chi chủ nhúng tay vào việc này, đại hoang các người sống sót thế nào? Thái Hoàng trầm giọng nói, là vì năm đó các chủ tiên bảo các đã ra tay rồi. Diệp huynh nhíu mày, các chủ tiên bảo các. Thái Hoàng gật đầu, năm đó nàng ta ra mặt đến nói chuyện với ngũ hành chi chủ kia, ta cũng không biết nàng ta đã nói gì với đối phương, dù sao, năm đó ngũ hành chi chủ cũng không xuất hiện ra tay với chúng ta. Diệp huynh im lặng. Các chủ tiên bảo các. Thực lực người phụ nữ này, còn trên cả ngũ hành chi chủ. Lúc này, Thái Hoàng bỗng nói, Diệp huynh, đến Đại Hoàng Điện đi. Cùng nhau xử linh ma tộc, chỉ cần ngươi đến. Ngươi chính là phó điện chủ, đương nhiên, nếu ngươi không hài lòng, thì điện chủ cũng có thể để ngươi làm, ta trợ giúp ngươi. Diệp huynh khẽ nhếch miệng, Thái Hoàng này cũng có chút khôn khéo đấy. Ba câu năm lời đã kéo gần khoảng cách với mình rồi, hơn nữa, nói cũng rất dễ nghe. Có chút tính toán đấy. Diệp huynh cười nói, điện chủ, xưng hô thế nào? Thái Hoàng cười nói, gọi ta là Thái Hoàng là được. Diệp huynh khẽ gật đầu. Sau đó nói, có thể đưa ta đến Hoang Cổ Thánh Điện kia xem không? Thái Hoàng nhíu mày, người muốn đến Thái Hoang Cổ Thánh Điện. Diệp huynh gật đầu, muốn đi xem thử. Thái Hoàng do dự rồi nói, thật sự rất nguy hiểm. Diệp huynh cười nói, yên tâm, nếu có nguy hiểm, ta sẽ chạy. Thái Hoàng im lặng một lúc lại nói, cũng được, Diệp huynh vừa nhìn đã biết không phải người thường, đi xem thử hẳn cũng không có vấn đề lớn gì, nhưng... Ta vẫn phải nhắc nhở Diệp huynh một chút, nơi này rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp huynh gật đầu, được. Thái Hoàng cũng không nói gì thêm, đưa theo Diệp huynh biến mất nơi chân trời. Diệp huynh không ngờ là hai người lại lập tức xuyên qua một vùng tinh vực, cũng phải đến hai canh giờ. Trong một vùng tinh vực chưa biết, Thái Hoàng chỉ vào sâu trong tinh không phía xa. Hoang Cổ Thánh Điện đang ở nơi tận cùng phía xa, ta không thể đi sâu vào trong được nữa. Diệp huynh thấp giọng nói, có cấm chế. Thái Hoàng gật đầu. Diệp huynh cười nói, đã hiểu. Nói xong, hắn lập tức biến thành một luồng kiếm quang biến mất nơi xa. Thái Hoàng nhìn Diệp huynh phía xa, khẽ nhíu mày, Diệp huynh này chắc không phải là thế hệ thứ hai gì đó chứ. Sâu trong tinh không phía xa, Diệp huynh bỗng nhíu mày. Vì hắn cảm nhận được nguy hiểm kỳ lạ. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, đi thôi, nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp huynh không hề do dự, lập tức quay người chạy đi. Hắn sẽ không liều mạng. Thế nhưng, đã muộn rồi. Diệp huynh đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó, một bàn tay lập tức xuyên qua bụng hắn. Ánh mắt Diệp huynh thay đổi, hắn dứt khoát phứt bỏ thân xác, thân hình khẽ rung chuyển, lùi về sau. Tiếp đó, hắn rút mạnh một kiếm chém ra. Ầm. Kiếm quang vừa xuất hiện lập tức đã chôn vùi. Sau đó, một bàn tay lập tức tiến đến trên đầu hắn, sau đó lao mạnh xuống. Bàn tay kia muốn bóp vụn linh hồn Diệp huynh, lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh, chậc chậc, Hoang Cổ, đây là người của thiên mệnh, nếu ngươi giết hắn, ngươi gây ra rắc rối lớn rồi. Bàn tay đó dừng lại khi còn cách đỉnh đầu Diệp huynh nửa trượng. Dừng lại một phút rồi biến mất, không gian xung quanh trở lại bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Diệp huynh phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ, chính giữa đảo có một đại điện màu đen, khí thế cuồn cuộn, hào khí ngút trời. Xung quanh đảo nhỏ đều là nước, ở tận cùng của làn nước là núi non trùng điệp. Diệp huynh quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào ở phía xa. Cô gái mặc chiếc áo tay ngắn đơn giản màu nâu đất, để lộ hai cánh tay ngọc ngà thon thả và trắng nõn,
hai bên áo của nàng ta còn có hai chiếc túi nhỏ, trong túi có hai cây bút không phải của thế giới này. Cô gái mặc một chiếc quần dài rộng màu nâu đất, trên quần không có bất cứ hoa văn gì, cực kỳ đơn giản. Chân mang một đôi dép lê màu nâu đất, cũng rất đơn giản, kiểu dép vải rất phổ thông. Tóc cô gái rất dài, dài đến hông, có điều tóc mai thì lại rất ngắn, chỉ dài đến chân mày, dưới mái tóc mai là đôi mi thưa, cực kỳ đơn giản và tự nhiên, không có chút dấu vết nào của sự trải chuốt. Dưới đôi chân mày xinh đẹp là cặp mắt long lanh, trong vắt như nước mùa thu. Cô gái đeo một chiếc túi vải nhỏ ở ngang hông. Hai tay ôm một quyển sách cổ rất dày ở trước ngực. Cô gái đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, các chủ. Cô gái chớp mắt, sau đó từ từ bước đến trước mặt Diệp Huyên, đưa tay phải ra, mỉm cười, nói, xin chào, ta tên Tần Quan, tên thật sự của ta. Diệp Huyên chau mày, Tần Quan. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió xuân, nói, đúng vậy, hơi giống tên đàn ông đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái mỉm cười rồi nói, phụ thân ta đặt tên cho ta đấy. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nàng ta muốn bắt tay người, đấy là lễ tiết của hệ Ngân Hà, người phải bắt tay nàng ta. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó đưa tay phải ra, kéo lấy cô gái chớp mắt và không nói gì. Tiểu Tháp bỗng nói, địch, tiểu chủ, bảo người bắt tay người ta, có bảo người kéo tay người ta đâu, người đang làm gì thế? Diệp Huyên tối sầm mặt, ai bảo ngươi không nói rõ ràng. Tiểu Tháp hạ giọng nói, mẹ kiếp, ta nói vậy mà còn chưa đủ rõ nữa sao? Người muốn giở trò lưu manh mà. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Tần Quan bỗng mỉm cười, nói, đấy là tháp của ngươi sao? Diệp Huyên nhìn sang Tần Quan, ngạc nhiên nói, cô nghe được nó nói chuyện sao? Tần Quan cười khì khì, ta không có nghe lén đâu, phép ẩn thân của nó quá lạc hậu, không có tác dụng với ta. Diệp Huyên lặng thinh. Boss lớn. Cô gái này đúng là đại ca nha. Tần Quan chớp mắt, Diệp Nam Chính, có thể cho ta xem thử cái tháp của ngươi không? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, tại sao cô lại gọi ta là Diệp Nam Chính? Ta tên Diệp Huyên. Tần Quan mỉm cười, nói, vậy ta gọi ngươi là Diệp công tử nhé. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, Nam Chính là có ý gì? Tần Quan chớp mắt, nói một cách đơn giản, nó tương đương với con cưng của trời, nói phức tạp một chút thì lại là chuyện không thể nói rõ trong đôi câu, vì nó liên đến quá nhiều thứ, để giải thích thì rất rắc rối, dù sao thì cũng là người rất lợi hại. Diệp Huyên. Tần Quan lại hỏi, có thể xem thử tháp của ngươi không? Rõ ràng nàng ta rất tò mò về tiểu tháp của Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong thì đưa tiểu tháp qua cho Tần Quan. Thật ra hắn cũng muốn xem thử vẻ mặt kinh ngạc của Tần Quan. Nhưng hắn đã hơi thất vọng. Tần Quan cầm lấy tiểu tháp, quan sát một lượt, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, nàng ta mỉm cười, nói, lợi hại thật, thời gian trong tiểu tháp và thời gian của thế giới bên ngoài có thể nghịch chuyển đến mức độ này, thật sự phi thường. Nàng ta vừa nói vừa trả lại tiểu tháp cho Diệp Huyên. Mặc dù ánh mắt có sự khen ngợi nhưng lại không có sự kinh ngạc. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nói cô không bất ngờ sao. Tần Quan mỉm cười, nói cũng tạm tạm. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, cô có thể làm được không? Tần Quan gật đầu, có thể. Diệp Huyên sững sờ, hắn do dự một lát rồi hỏi, cô có thể sao? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên lặng thinh. Trong lòng thì đang rối bời. Cô gái này nói nàng ta có thể. Á đù. Đùa gì thế? Đấy là thời gian được Thanh Nhi đích thân nghịch chuyển, biết bao nhiêu đại năng nhìn thấy đều phải phục sát đất, vậy mà cô gái này lại nói nàng ta có thể làm được. Lúc này Diệp Huyên bỗng thấy hơi rối rắm. Chắc không phải cô gái này cũng giống mình, thích chém gió đấy chứ. Tần Quan bỗng mỉm cười, nói, Diệp công tử, người đã lấy sách và súng của ta đi đúng không? Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, cười vã lã rồi nói, cái này là do ta quản giáo không nghiêm, ta đã nghiêm khắc cảnh cáo tiểu tháp rồi, sau này nó sẽ không tùy tiện lấy đồ nữa, nếu còn dám thì ta sẽ đánh gãy chân nó. Má nó!
Tiểu Tháp nhảy cẫng lên, bắt đầu huyên thuyên. Diệp Huyên liền bịt mồm Tiểu Tháp lại. Tiểu Tháp, Tần Quan bụng miệng cười tươi như hoa khiến vạn vật đều kém sắc, Diệp tiên sinh. À không, Diệp công tử, rõ ràng là ngươi lấy, vậy mà lại nói là Tiểu Tháp lấy, nói dối không tốt đâu. Diệp Huyên, Tần Quan đưa cánh tay nhỏ ra, mỉm cười, nói, Diệp công tử, có thể để ngươi xem sách nhưng súng thì không hợp xuất hiện trong vùng vũ trụ này đâu, ngươi trả lại cho ta, được không hả? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, thật không dám giấu, là nó đã chủ động nhận ta làm chủ nhân. Á địch. Khẩu súng liền nổi giận nói, ngươi hãy thả ta ra, Á địch, sao ngươi có thể như thế? Mau thả ta ra. Tiểu Tháp đột nhiên nói, mẹ nó, đừng có gọi nữa, hắn đã bịt miệng chúng ta lại rồi, tên này đã không định làm người nữa rồi. Súng nhỏ. Tần Quan nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chớp chớp mắt. Lần đầu tiên nàng ta gặp người mở to mắt nói dối thế này, hơn nữa còn không biết đỏ mặt, chuyện này khiến nàng ta nhất thời không biết nên nói thế nào. Diệp Huyên vội nói, ta không lấy không súng của cô đâu, ta cũng sẽ tặng cho cô một phần quà. Hắn vừa nói vừa vội lấy ra một khúc gỗ, sau đó bắt đầu điêu khắc. Tần Quan liếc nhìn khúc gỗ trên tay Diệp Huyên rồi vuốt nhẹ mái tóc bên tai, mỉm cười, nói, điêu khắc. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cười khì khì, ta cũng rất thích nghệ thuật. Diệp Huyên vội nói, ta cũng rất thích. Tần Quan nhìn sang Diệp Huyên, nói, Diệp công tử có biết nghệ thuật là gì không? Diệp Huyên gật đầu, nói ngay, nghệ thuật là mượn một vài thủ đoạn hoặc truyền thông, xây dựng hình tượng, sau đó bán với giá cao, càng đắt thì nghệ thuật càng cao. Tần Quan im lặng một lúc rồi nói, ta không cách nào phản bác. Diệp Huyên. Một lúc sau. Diệp Huyên khắc ra một người gỗ nhỏ sinh động như người thật, y hệt như Tần Quan. Diệp Huyên đưa người gỗ nhỏ cho Tần Quan cầm lấy, quan sát rồi chậc lưỡi khen, Diệp công tử, không ngờ ngươi không dùng phép thuật mà lại khắc giỏi thế, thủ công thuần đấy. Nếu như ngươi đến chỗ của bọn ta thì có thể làm nghệ nhân đấy. Diệp Huyên cười, nói, thích chứ. Tần Quan nhìn sang Diệp Huyên, nói, tặng cho ta sao. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan lại lắc đầu, nói, vô công bất thụ lộc. Nàng ta vừa nói vừa trả lại người gỗ cho Diệp Huyên, lần đầu gặp mặt đã nhận quà của ngươi thì không thích hợp lắm. Diệp Huyên liền nói, cũng đâu có tặng không cho cô đâu, tặng cô người gỗ nhỏ này, cô tặng cây súng đó cho ta, chúng ta hòa. Ta không bị thiệt, cô không nên thấy nợ ta. Tần Quan do dự một lát rồi nói, ta hơi bị thiệt. Diệp Huyên. Tần Quan đang định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan cô nương, ta nhớ ra một chuyện, rất nhiều người của Tiên Bảo Các không nhận ra huyền thiên lệnh mà cô cho ta, không chỉ không nhận ra mà một vị hội trưởng trước đây của Tiên Bảo Các của cô còn suýt chút hại chết ta, lúc đó cơ thể ta còn nát vụn hết cả. Ây! Tần Quan liếc Diệp Huyên, Diệp công tử, ta biết ngươi có ý gì, có thể tặng cây súng đó của ta cho ngươi nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện gì? Tần Quan nghiêm túc nói, uy lực của cây súng này rất lớn, một khi dùng thì sẽ nguy hại rất lớn cho thế giới, ngươi phải hứa với ta, không được tùy tiện dùng nó. Vì năng lượng quá lớn sẽ gây ra ô nhiễm lớn, một số cao thủ giỏi không sợ nhưng đối với những sinh linh nhỏ bé mà nói thì loại ô nhiễm này mang tính hủy diệt. Còn nữa, không được dùng với người bình thường hoặc sinh linh bình thường, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan gật đầu. Nói, còn về người gỗ tí hon này của ngươi. Diệp Huyên vội nói, tặng cô rồi đó. Tần Quan nhìn người gỗ nhỏ và lặng thinh. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Tần Quan khẽ lắc đầu, lúc nãy ta chợt cảm nhận thấy nhân quả, nếu nhận vật này, e rằng sau này sẽ có vài chuyện. Diệp Huyên mỉm cười, nói, chuyện tương lai cần gì phải lo. Sống với hiện tại mới quan trọng, chỉ là một người gỗ nhỏ mà thôi. Tượng trưng cho tình bạn đơn thuần của chúng ta. Tần Quan mỉm cười, nói cũng đúng. Nàng ta nói xong thì cất nhận lấy người gỗ. Diệp Huyên liếc nhìn chiếc túi vải nhỏ bên hông Tần Quan rồi nói, Tần Quan cô nương, cô đến từ hệ Ngân Hà sao? Tần Quan gật đầu, đáp, đúng vậy, công tử cũng biết hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, biết chứ, hai người bạn của ta đều ở đó. Tần Quan mỉm cười, ta biết, là Tiểu Bạch và Nhị Nha phải không?
Diệp Huyên ngây ra, cô, sao cô lại biết? Tần Quan mỉm cười, nói ta từng có duyên gặp hai người họ, có điều, lúc đó ta mới chỉ là một cô nhóc, ta còn nhớ bọn họ nợ tiền không trả nữa, khì khì. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người hỏi nàng ta phụ thân nàng ta tên gì? Diệp Huyên đáp, là sao? Tiểu Tháp nói, hỏi thử đi. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, Tần Quan cô nương, phụ thân cô tên gì? Tần Quan chớp mắt, đáp Tần Bất Phàm. Tần Bất Phàm. Khi nghe thấy ba chữ này, Tiểu Tháp bỗng thấp giọng thở dài, trong tiếng thở dài còn có chút phức tạp. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, Tiểu Tháp, sao vậy? Tiểu Tháp lại thở dài, phụ thân nàng ta là huynh đệ với chủ nhân, huynh đệ vào sinh ra tử. Huynh đệ vào sinh ra tử. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, huynh đệ vào sinh ra tử của cha. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, không ngờ, con gái của Tần Bất Phàm, thế mà lại đến vùng thế giới này, hơn nữa còn kinh khủng đến vậy. Diệp Huyên nhìn Tần Quan trước mắt, cười nói, ngươi có thể nghe được lời của Tiểu Tháp, đúng chứ? Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, phụ thân ngươi và phụ thân ta quen biết nhau, ngươi biết không? Tần Quan khẽ cười, biết chút ít, phụ thân ngươi, hẳn là kiếm tu áo xanh kia, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười nói, ta từng điều tra, hắn và phụ thân ta từng cùng nhau chiến đấu. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi có thể hồi sinh phụ thân ngươi không? Tần Quan lắc đầu, không thể. Nói rồi, nàng ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, không ai có thể hồi sinh người đã chết cả. Diệp Huyên thấp giọng nói, hình như phụ thân đã từng hồi sinh. Tần Quan cười nói, không giống nhau, người thật sự đã chết đi, thì không cách nào hồi sinh, cho dù thời gian quay ngược, cũng không có cách nào cả. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, có thể nói rõ hơn không? Tần Quan ngẫm nghĩ, rồi nói, chuyện này rất phức tạp, nếu phải nói rõ, thì liên quan đến rất nhiều lý thuyết, mà có lẽ người cũng nghe không hiểu. Nghe vậy, Diệp Huyên thoáng chốc đen mặt. Tính thương tổn không cao, nhưng độ sỉ nhục thì cực lớn. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, Tần Quan cô nương. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, ở cửa đại điện cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên mặc áo bào xám rộng, tóc dài xõa qua vai, hai tay đặt trên đầu gối. Hoang cổ đại đế. Diệp Huyên nhìn hoang cổ đại đế này. Ánh mắt có chút nặng nề. Vừa nãy hắn đã giao đấu với đối phương một lần. Kinh khủng. Đây chắc chắn là lượng biến cảnh siêu cấp. Tần Quan nhìn hoang cổ, cười nói, hoang cổ, người cũng muốn hồi sinh. Hoang cổ cười khổ, có khả năng này không? Tần Quan gật đầu, người có khả năng này, bởi vì người còn một phần hồn, hơn nữa, ý thức vẫn còn ở vùng đất trời này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là lúc đối phương giết ngươi. Không hề xóa bỏ ngươi hoàn toàn, nếu không, cũng không mấy trò này rồi. Nghe vậy, hoang cổ lập tức đứng dậy, kính cẩn thi lễ, mong Tần cô nương cứu giúp. Tần Quan lại im lặng, hoang cổ hành lễ lần nữa. Diệp Huyên kéo áo Tần Quan, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự có thể cứu. Tần Quan gật đầu, có thể, nhưng, ta không muốn cứu. Diệp Huyên khẽ ngây người, sau đó nói, tại sao chứ? Tần Quan nhìn hoang cổ phía xa, hắn không phải người tốt, nếu hôm nay ta cứu hắn, sau này có thể hắn sẽ có suy nghĩ làm hại nghìn vạn sinh linh. Tuy nghìn vạn sinh linh không phải do ta giết, nhưng lại vì ta mà chết. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, giúp người làm niềm vui, cũng phải biết giúp người nào, chớ có cứu một tên ma quỷ lại đi hại người. Diệp Huyên lưỡng lự rồi nói, nếu hắn là một người tốt, người sẽ cứu, đúng không? Tần Quan gật đầu, sẽ cứu. Diệp Huyên thấp giọng nói, nếu ngươi thật sự cứu, không sợ chọc giận đại lão giết hắn sao? Tần Quan khẽ cười, ta có súng, còn có tiền, ta sợ ai? Nói rồi, nàng rút ra một cây súng, súng ngắn hơn của Diệp Huyên một chút, toàn thân đen tuyền, nàng ta giương lên chỉ về Diệp Huyên, sau đó nói, súng này của ta tên là chúng sinh bình đẳng, một súng này, mặc kệ hắn là chí tôn đại đế gì cũng phải quỳ xuống cho ta. Diệp Huyên. Lúc này, hoang cổ ở phía xa đột nhiên lại thi lễ, sau đó nói, Tần Quan cô nương. Tần Quan cất súng,
Lắc đầu, Hoàng Cổ, theo ta biết, ngươi từng giết vô số người vì muốn có được một thiên mạch, nhân quả ác niệm trên người cũng nhiều vô kể, ngươi có biết, kết quả ngươi có hôm nay, phần lớn nguyên nhân là vì những nghiệp mà ngươi tạo ra năm đó. Hoàng Cổ thấp giọng nói, Tần cô nương, thế gian này vốn chính là tôn sùng kẻ mạnh, phàm là người tu luyện, tay ai lại không dính máu. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, như hắn đấy, hai tay hắn chẳng phải cũng dính máu sao? Nhưng hắn lại có ác quả gì? Tần quan lắc đầu, ngươi và hắn không giống. Hoàng Cổ khẽ nhíu mày, chỗ nào không giống? Tần quan cười hì hì, sau lưng hắn có người, sau lưng ngươi không có ai. Hoàng Cổ. Diệp Huyên. Tần quan nói tiếp, Hoàng Cổ, ta cũng không chỉ trích ngươi, bởi vì ngươi nói không sai, thế giới này chính là như vậy, phàm là người tu luyện, ai lại không dính máu tươi. Nhưng, các nhân ta không thích người tàn sát, vì vậy, ta từ chối giúp ngươi đảo ngược sinh tử. Hoàng Cổ im lặng. Diệp Huyên nhìn Hoàng Cổ, sau đó lại kéo áo Tần quan, đang định nói thì Tần quan bỗng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi kéo nhẹ chút, áo ta sắp bị ngươi kéo xuống rồi. Diệp Huyên. Tần quan trừng mắt nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần quan cô nương, vừa nãy ngươi nói có vài người có thể sống lại, có phải là chỉ những người kiểu vẫn còn thần hồn trên thế gian, hoặc là ý niệm vẫn còn không? Tần quan gật đầu, phàm là người bị tiêu diệt hoàn toàn, thì không cứu sống được. Hoàn toàn bị xóa bỏ, có nghĩa bản chất đối phương đã không còn nữa. Kiểu này, chính là chết đi thật sự. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Bản thân có cần để lại một phân thân chỗ Thanh Nhi không? Nếu như vậy, mẹ nó chứ, bản thân mình còn sợ ai chứ? Cho dù bị giết, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không nhịn nổi khẽ nhếch miệng cười, vui mừng hớn hở. Ở phía xa, Hoàng Cổ kia đột nhiên thấp giọng thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt ảm đạm. Tần quan bỗng nói, Hoàng Cổ, hôm nay đến đây, là muốn xem thử thiên mạch kia, có thể cho ta xem thử không? Hoàng Cổ do dự, sau đó mở lòng bàn tay, một viên đá to chừng bàn tay chậm rãi bay đến trước mặt tần quan, viên đá kia trắng như tuyết, mà bên trong lại thấp thoáng có thể nhìn thấy một chữ rất nhỏ, Pháp. Tần quan quan sát một lúc, sau đó cười nói, thì ra là như vậy. Nói rồi. Nàng ta mở lòng bàn tay, thiên mạch kia chậm rãi bay đến trước mặt Hoàng Cổ. Hoàng Cổ nhìn tần quan cô nương biết lai lịch vật này. Tần quan gật đầu, đến từ cấm kỵ chi địa. Hoàng Cổ nhíu mày, cấm kỵ chi địa. Tần quan khẽ cười, không nói gì, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta muốn đến một nơi để làm chút chuyện, có muốn đi cùng không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, được. Tần quan cười nói, đi. Nói xong, nàng ta định đưa Diệp Huyên đi thì lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn Hoàng Cổ tiền bối muốn để lại truyền thừa. Hoàng Cổ nhìn Diệp Huyên, đúng. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối thấy ta thế nào? Hoàng Cổ. Tần quan nhìn Diệp Huyên, chậc. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, sau hôm nay, nếu ngươi muốn gặp được thiên tài yêu nghiệt như ta, e là khó rồi. Hoàng Cổ liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi không thích hợp lắm. Diệp Huyên vội nói, không hợp chỗ nào, ta xem ta có thể đổi hay không, nếu có thể, ta lập tức thay đổi cho ngươi xem, đổi đến khi ngươi hài lòng mới dừng. Tần quan. Hoàng Cổ hoàn toàn cạn lời. Tần quan lại gần Diệp Huyên, nói nhỏ, truyền thừa của hắn, thực sự cũng không tốt đến vậy. Diệp Huyên chớp mắt, thật sao? Tần quan gật đầu, bình thường thì ta không lừa người đâu. Diệp Huyên. Nhìn thấy Hoàng Cổ kia còn đang do dự, Diệp Huyên khẽ cười rồi nhìn Tần quan, chúng ta đi thôi. Tần quan gật đầu, nàng ta mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, thanh kiếm bỗng nhiên biến thành một tia kiếm quang bay đi, sau đó lượn quanh người nàng ta một vòng rồi vững vàng dừng dưới chân nàng ta. Thấy vậy, Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, ngươi là kiếm tu. Tần quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên có phần không hiểu, vậy ngươi? Tần quan cười nói, ta chỉ là thích ngự kiếm, kiếm này của ta, dùng để bay, không dùng để đánh. Diệp Huyên. Khi hai người muốn ngự kiếm rời đi thì Hoàng Cổ ở bên kia bỗng lên tiếng, cậu nhóc đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn Hoàng Cổ,
Hoàng cổ đột nhiên mở lòng bàn tay, thiên mạch kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, truyền thừa của ta đều nằm trong thiên mạch này, kể từ bây giờ, ngươi chính là truyền nhân thế hệ thứ ba của thiên mạch này. Diệp Huyên chớp mắt, thế hệ thứ ba. Hoàng cổ cười nói, đúng. Diệp Huyên hỏi, thế hệ thứ nhất là? Hoàng cổ lắc đầu, không biết. Diệp Huyên cũng không hỏi thêm, lập tức nhận lấy thiên mạch kia, sau đó nói, đa tạ. Hoàng cổ nhìn Diệp Huyên, nói đầy ẩn ý, bảo trọng. Nói xong, thân thể ông ta hoàn toàn trở nên hư ảo. Cuối cùng, ông ta vẫn lựa chọn tan vào mây khói. Cầu xin Tần Quan. Ông ta không làm như vậy. Tốt xấu gì cũng là một người đứng đầu siêu cấp, tuy muốn sống, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không cầu xin để sống, nếu sợ chết, năm đó ông ta đã không kiên cường đến cùng rồi. Giống như rồng, cho dù chết, chắc chắn cũng sẽ không vẫy đuôi cầu xin. Rất nhanh chóng, hoang cổ đã hoàn toàn biến mất. Sau khi hoang cổ biến mất, bí cảnh ở phía xa trong sân bắt đầu tan thành mảnh vụn. Diệp Huyên cẩn thận thi lễ về hướng chỗ hoang cổ. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tần Quan, hắn chết rồi sao? Tần Quan gật đầu, biến mất hoàn toàn rồi. Diệp Huyên im lặng. Tu hành nghìn vạn năm, cuối cùng hóa thành cho bụi. Có chút bùi ngùi. Tần Quan bỗng nói, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người định rời đi. Lúc này, sau khi bí cảnh xung quanh biến mất, một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng chốc xuất hiện ở chân trời phía xa. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày. Rõ ràng, sau khi hoang cổ biến mất, nơi này đã không còn nguy hiểm gì, vì vậy, vô số cao thủ đều chạy đến nơi này. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên đã cảm nhận được hai luồng hơi thở quen thuộc. Một là hơi thở của Đại Hoang. Còn có một người là tộc trưởng Linh Ma tộc, Mộc Hư. Đều đến cả rồi. Lúc này, Tần Quan nói, không quan tâm bọn họ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi, hắn và Tần Quan ngự kiếm rời đi. Ở chân trời phía xa, Mộc Hư kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên biến mất nơi tinh không, ánh mắt lạnh lùng, thiên mạch. Không lâu sau, tin tức Diệp Huyên có được thiên mạch đã truyền khắp Đại Hoang và Linh Ma tộc. Thiên mạch. Đó là một thứ sánh bằng thần vậy. Ngay cả thời gian chi chủ và ngũ hành chi chủ cũng đều đang nhòm ngó thần vật này. Mà bây giờ, lại bị Diệp Huyên lấy mất. Diệp Huyên là ai? Thật ra, về Diệp Huyên, thì dù là Đại Hoang hay là Linh Ma giới đều biết rất rõ. Dù sao, người này vừa đến là đã giết Linh Ma tộc rồi. Mộc Hư im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Ở bên cạnh, Thái Hoang kia nhíu mày, nhẹ giọng nói, các chủ. Lúc này, một cao thủ của Đại Hoang Điện đột nhiên xuất hiện trước mặt Thái Hoang, hắn ta trầm giọng nói, điện chủ, thiên mạch kia chúng ta có cần cướp không? Thái Hoang trở tay tát một cái. Cao thủ Thái Hoang Điện kia lập tức bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Thái Hoang lạnh lùng liếc nhìn cao thủ vừa bay đi kia, sau đó chỉ vào đầu mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đừng chỉ có tu luyện cảnh giới không, luyện thêm chút trí não đi, trí thông minh đấy. Nói xong, gã xoay người rời đi. Cao thủ Thái Hoang Điện kia. Trong tinh không phía xa, Diệp Huyên và Tần Quan ngự kiếm mà đi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan ở bên cạnh không xa, Tần Quan chắp hai tay sau lưng, tóc dài khẽ bay, trên người có một loại khí chất khó nói nên lời. Tần Quan bỗng cười nói, Diệp công tử, Linh Ma tộc đang gây chuyện với ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan khẽ cười, ngươi không cần sợ bọn họ, tộc bọn họ cuối cùng sẽ biến thành lịch sử. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, tại sao? Tần Quan khẽ cười, bởi vì bọn họ kiếm chuyện với ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi hỏi, tại sao bọn họ kiếm chuyện với ta thì sẽ biến thành lịch sử? Tần Quan cười nói, Diệp công tử, thế gian có bốn kiểu người, vô cùng đáng sợ, ngươi là một kiểu trong đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể nói rõ hơn không? Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, trong hệ ngân hà chúng ta, kiểu như ngươi, được gọi là người thiên mệnh. Cũng chính là người có vòng hào quang, bình thường thì ngươi sẽ không chết, trừ phi. Diệp Huyên vội hỏi, trừ phi gì? Tần Quan cười nói, trừ phi, người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, nếu người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, vậy thì, người trước đó không còn là duy nhất nữa,
mọi thứ trên thế gian không còn vây quanh ngươi, vì vậy, có khả năng ngươi sẽ chết. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, bây giờ ngươi vẫn là duy nhất, vì vậy, tạm thời sẽ không chết, nhưng ta có dự cảm, có thể qua một thời gian nữa, ngươi sẽ không còn là duy nhất nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ giật mí mắt, người tiếp theo là ai? Ta có thể giết hắn trước không? Tần Quan chớp mắt, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Tần Quan thành thật nói, bởi vì người thiên mệnh tiếp theo rất có khả năng là con trai ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tần Quan đột nhiên lại nói, Dương Bá Phụ cũng chính là cha ngươi, là người có hào quang trước đó. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, Quan tỷ tỷ, ngươi tiết lộ thiên cơ như vậy, không sợ sao? Tần Quan cười ha ha, sau đó rút một cây súng, ta có súng, ta không sợ. Tiểu Tháp. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, Tần Quan cô nương, ngươi là cảnh giới gì? Tần Quan lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyên sững sờ, ngươi không tu cảnh giới. Ngươi là thiên cảnh giới. Tần Quan gật đầu, ta thích nghiên cứu, nhưng không thích tu luyện, vì vậy, ta không biết đánh nhau. Không biết nhau. Diệp Huyên có chút ngây người. Cô gái kinh khủng như vậy. Thứ nhưng nàng ta lại không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Diệp Huyên thấp giọng nói như vậy, mấy năm nay, người đều dựa vào cây súng này phòng thân. Tần Quan lắc đầu. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, đang định nói thì Tần Quan bỗng lên tiếng, ta không dựa vào súng này, mà ta dựa vào rất nhiều súng, ta có rất nhiều. Mỗi một cây súng đều dùng đến 100 triệu tinh thần mạch. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. 100 triệu tinh thần mạch. Đầu óc Diệp Huyên hỗn loạn, đây chính là nữ đại gia sao? Mẹ nó, mình một lần chỉ dám dùng 5 vạn, mà người ta, một lần lại dùng 100 triệu. Tinh thần mạch này là cải trắng à? Kẻ thế hệ thứ hai như ta sợ cũng chỉ là hàng giả mất. Lúc này, Tần Quan lại nói, ngoài tinh thần mạch, còn có một loại linh mạch, gọi là trụ mạch này là linh mạch trung tâm của một vùng thế giới. Loại trụ mạch này khá hiếm, bởi vì muốn ngưng tụ thành một trụ mạch, cần ít nhất trăm vạn năm, hơn nữa, trong thời gian này cũng không thể bị phá hư, nếu không sẽ không được gọi là trụ mạch mà chỉ có thể xem là ngụy trụ mạch. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, loại trụ mạch này quá hiếm, ngay cả ta cũng chỉ có khoảng mấy trăm vạn thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mấy trăm vạn? Đây thật sự là hiếm sao? Thật sự là hiếm sao? Diệp Huyên như muốn sụp đổ. Tần Quan bỗng rút một cây súng ra từ trong túi vải nhỏ, cây súng này khá dài, dài khoảng bằng một người trưởng thành, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, đây là súng trường của ta, ta dùng hết 200 triệu tinh thần mạch. Trong trăm vạn vũ trụ, chỉ cần ta nguyện ý, thì ta có thể giết chết bất kỳ ai chỉ trong chớp mắt, đánh một thư này xuống, đầu cũng nở hoa. Ta đặt tên cho nó là, đừng chọc ta. Đừng chọc ta. Diệp Huyên. Tần Quan cất đừng chọc ta kia vào trong túi nhỏ, sau đó, nàng ta lại rút hai thứ đổ trông như quả trứng, đen tuyền, bên trên còn vẽ một vài ký hiệu và chữ kỳ lạ. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan chớp mắt, chưa từng thấy. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười hì hì, cái này gọi là đạn hạt nhân. Diệp Huyên nhíu mày, hợp trứng sao? Trứng ghép lại sao? Sao đồng âm? Tần Quan lắc đầu, trứng mà ngươi nói không phải giống thứ này của ta. Diệp Huyên. Tần Quan cười nói, với hai đạn hạt nhân này, ta đã dùng đến 300 triệu tinh thần mạch, sức mạnh bên trong vô hạn, chỉ cần ta mở kíp nổ, ha ha. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, uy lực lớn thế nào? Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ có thể tiêu diệt một vạn đại hoang cổ giới và ma linh tộc. Diệp Huyên. Tần Quan lại nói tiếp, ta đặt tên cho bọn chúng là, không bàn võ đức. Diệp Huyên. Tần Quan chợt nhún vai, sau đó nói, uy lực này quá lớn, ta không muốn dùng lắm, vì sẽ làm tổn thương người vô tội. Diệp Huyên chần chừ rồi nói, hay là ngươi cho ta dùng. Tần Quan vội lắc đầu, không không, sát ý ngươi quá mức, hơn nữa, tính tình lại khá cực đoan, không thể cho ngươi dùng. Nói rồi, nàng ta vội cất đi.
Diệp Huyên nhìn túi nhỏ của Tần Quan, sau đó nói trong lòng, Tiểu Tháp, nếu chúng ta cướp túi vải, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tiểu Tháp im lặng một lát rồi nói, Tiểu Chủ, người muốn cướp thì tự mình cướp, xin đừng lôi ta vào, Tiểu Tháp ta cũng không phải là loại tháp đó. Diệp Huyên. Tần Quan bỗng nhìn phía xa, sau đó nói, còn nửa khắc nữa là tới rồi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cười hỏi, Tần Quan cô nương, uy lực lớn nhất của ngươi là thần vật gì? Tần Quan chớp mắt, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Huyên cười nói, hiếu kỳ. Tần Quan cười nói, ta có bốn thứ rất lợi hại, nhưng, ta chỉ có thể nói cho ngươi một thứ trong đó, ba thứ còn lại, ta phải giữ bí mật. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, tại sao phải giữ bí mật? Tần Quan cười ha ha, đòn sát thủ, đương nhiên phải giữ bí mật. Diệp Huyên. Tần Quan nói, ta có một hạm đội. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, hạm đội gì? Tần Quan nói, hạm đội vũ trụ, ta có mấy trăm chiến thuyền, trên mỗi chiến thuyền đều có hơn trăm tinh hạm thần cơ có thể xuyên qua thời không tùy ý, hơn nữa, quy mô không ngừng mở rộng. Mục tiêu tạm thời của ta là xây dựng 3.000 chiến thuyền. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, chỉ cần ta gọi một tiếng, bọn họ có thể chớp mắt xuyên qua mấy trăm vạn tinh vực mà xuất hiện trước mặt ta. Ta chỉ đâu đánh đó. Diệp Huyên im lặng một lúc, thầm nói trong lòng, Tiểu Tháp, cô gái này là người mà chúng ta có thể đụng vào được không? Tiểu Tháp thấp giọng nói, trước tiên người cứ xem có thể phòng được cây súng trong tay nàng ta không, chúng sinh bình đẳng. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, chúng ta vẫn nên kết bạn với nàng ta đi. Tiểu Tháp nói, tư tưởng lớn gặp nhau. Đánh không lại thì gia nhập. Không sao cả. Tần Quan bỗng nói, chúng ta đến rồi. Nói rồi, nàng ta dừng lại, thanh kiếm dưới chân nàng ta bay ngược vào trong tay nàng ta đang định lấy thanh kiếm bỏ vào trong túi thì Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quân cô nương, ta có thể xem kiếm của ngươi không? Tần Quan cười nói, đương nhiên được. Nói xong, nàng ta đưa kiếm cho Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn, thanh kiếm to chừng hai ngón tay, dài bốn thước, so với kiếm bình thường thì dài hơn chút, thân kiếm rất mỏng, như cánh ve vậy, mùi kiếm bình thường, cũng không quá sắc bén. Nhìn tổng thể thì không có chỗ nào đặc biệt. Diệp Huyên nhìn Tần Quan cô nương, kiếm này của ngươi là kiếm bình thường sao? Tần Quan nói, đối với kiếm tu mà nói, nó chính là một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyên có phần không hiểu, nghĩa là sao? Tần Quan nói, thanh kiếm này của ta, phải đưa tiền mới có uy lực. Diệp Huyên. Tần Quan cầm lấy thanh kiếm, sau đó chỉ vào chuôi kiếm, đây là chỗ bỏ tiền, chỉ cần cho nó tinh thần mạch, nó sẽ trở nên rất lợi hại. Chỉ cần có tiền, cho dù một người bình thường cầm nó, thì cũng có thể giết chết cao thủ lượng biến cảnh, đương nhiên, phải có tiền. Không có tiền thì nó cũng không có uy lực. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, thanh kiếm này mạnh hay không mạnh, không phải xem trình độ kiếm đạo của ngươi ra sao, mà chỉ xem ngươi có tiền hay không. Diệp Huyên. Tần Quan nói tiếp, kiếm này của ta, không lợi hại như kiếm ngươi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tần Quan cười nói, kiến thức liên quan đến kiếm của ngươi thì khá nhiều, hơn nữa, có vài công năng. Ví dụ như giúp ngươi nâng cao cảnh giới, nghiêm túc mà nói, là không hề bình thường, đương nhiên, ta cũng có thể hiểu, dù sao, thế giới này có nhiều khi cũng chẳng bình thường gì. Diệp Huyên. Tần Quan cất kiếm, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Có lẽ bọn họ đã đợi ta lâu rồi. Diệp Huyên nhìn phía xa, ở gần đó có một cửa đá to lớn. Diệp Huyên đi qua cùng Tần Quan cô nương, chúng ta phải đi thế nào? Tần Quan cười nói, Đại Thiên Vực, một nơi tập trung vô số phi cơ. Còn như có bốn loại người vô cùng đáng sợ mà ta nói với ngươi lúc nãy không? Ở đây, có hai loại. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng thấp giọng thở dài, em gái này không phải tu đạo, nàng ta là tu tiền, gọi là tiền đạo. Đại Thiên Vực. Sau khi Diệp Huyên đi theo Tần Quan tiến vào Đại Thiên Vực thì phải công nhận rằng hắn đã bị chấn động. Trong tinh không. Diệp Huyên gặp được vô số tòa huyền không chi thành. Chúng tỏa ra một khí thế bàng bạc và cực kỳ xa hoa, nhìn ra xa thì chen chúc toàn bộ tinh không, hoàn toàn chẳng thể nhìn tới cuối, trông vô cùng đồ sộ. Chẳng những vậy, trong tinh không người đến người đi như nước, hơn nữa khí thế đều rất mạnh,
không phải tu giả bình thường. Somewhat. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên, đại thiên vực này cực kỳ phồn thịnh. Lúc này, Tần Quan bỗng cười nói, chúng ta đến tiên bảo các đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Tần Quan cô nương, nơi này cũng có tiên bảo các. Tần Quan quay đầu ngó Diệp Huyên, ngọt ngào cười, đương nhiên, chỉ cần là thế giới lớn một chút thì đều có tiên bảo các. Diệp Huyên hơi tò mò, rốt cuộc thì ngươi đã mở bao nhiêu tiên bảo các? Tần Quan nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau khẽ lắc đầu đáp, ta cũng không biết rõ cụ thể nhưng chắc cũng phải có mấy nghìn vạn chi nhánh, có khi là nhiều hơn nữa ấy. Diệp Huyên. Trên đường, Diệp Huyên lại hỏi, tiên bảo các ở nơi này là trụ sở chính hả? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyên tò mò hỏi, vậy cô đặt trụ sở ở đâu? Tần Quan đang định nói chuyện thì bấy giờ một thanh niên bỗng xuất hiện trước mặt nàng ta, đằng sau hắn ta còn có hai ông lão áo đen, khí thế của cả hai đều cực kỳ hùng hậu giống như biển sao trời mênh mông. Hai người đó chỉ đứng ở đấy thôi cũng đã khiến người ta mơ hồ cảm thấy bị chèn ép. Thanh niên mỉm cười chào, Tần các chủ. Tần Quan cười hỏi, hóa ra là Thiên Cơ công tử, có chuyện gì à? Thiên Cơ công tử dịu dàng cười, không có gì. Chỉ là nghe nói Tần các chủ đã trở lại nên riêng đến gặp thôi. Hắn ta nói xong liếc Diệp Huyên rồi cười hỏi, vị này là? Tần các chủ cười đáp, vị này là Diệp Huyên Diệp công tử, bạn của ta. Bạn. Thiên Cơ nghe vậy trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục như thường. Hắn ta nhìn Diệp Huyên cười chào, Diệp công tử, hân hạnh được gặp mặt. Diệp Huyên mỉm cười, hân hạnh gặp mặt. Tần Quan cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có một số việc cần xử lý, tạm biệt. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên rời đi. Thiên Cơ đứng tại chỗ trầm ngâm nhìn Tần Quan và Diệp Huyên biến mất ở đằng xa, không biết suy nghĩ cái gì. Bấy giờ, một ông lão đằng sau hắn ta bỗng mở miệng, có cần điều tra thiếu niên kia. Thiên Cơ im lặng một lát rồi lắc đầu, người mà Tần các chủ qua lại đương nhiên không phải người bình thường. Tùy tiện điều tra sẽ đắc tội người ta. Hơn nữa, làm vậy cũng có chút xúc phạm đến Tần các chủ. Ông lão khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Thiên Cơ nhìn đằng xa, một lúc sau mới lắc đầu thở dài, cười khổ nói, người đời đều cho rằng Thiên Cơ ta muốn gì là có đó, nhưng mà... Hai ông lão đều im lặng. Họ đương nhiên biết suy nghĩ của công tử nhà mình, nếu là người phụ nữ khác thì công tử chỉ vẫy tay một cái là được. Nhưng Tần các chủ kia lại khác. Nàng ta với ai đều dịu dàng thân thiện, đó là khách sáo và cũng là một sự xa cách. Chấm chấm chấm. Xa xa trên đường, Diệp Huyên có hơi tò mò hỏi, Tần Quan cô nương, trước đó ngươi là cố tình đến tìm ta hả? Tần Quan lắc đầu, không tính là cố tình, ta đến chỗ trước đó là vì muốn trông thấy thiên mệnh này, vừa khéo ngươi cũng ở đó, cứ coi như là duyên phận đi. Diệp Huyên cười nói, đúng là duyên phận thật. Chẳng bao lâu sau, Tần Quan đã dẫn Diệp Huyên đến tiên bảo các. Tiên bảo các của nơi này có 12 tầng chiếm diện tích rất lớn. Tần Quan vừa vào cửa đã có một ông lão ra đón. Ông ta đi đến trước mặt Tần Quan rồi trực tiếp quỳ xuống, các chủ. Tần Quan liếc ông ta, lão Lý, chẳng phải đã nói với ông rồi à? Ta không thích hở tí là quỳ, sau này thấy ta thì đừng quỳ. Lão Lý cười mỉa, quên. Tần Quan lắc đầu, có hơi bất lực nói, lần nào ông cũng nói quên. Các hội trưởng và quản sự đã tới chưa? Lão Lý vội vàng đáp, 1360 vị hội trưởng và 350 vị quản sự đều đã tới. Tần Quan gật đầu, bảo họ chờ một lát. Nàng ta nói xong bèn đi vào trong tiên bảo các. Diệp Huyên cũng theo sau. Lão Lý ngó Diệp Huyên, lòng thầm tò mò. Song không có nghĩ nhiều, cũng vội vàng đi theo. Tần Quan đi thẳng lên tầng 12, lão Lý thấy Diệp Huyên cũng đi theo, chần chờ một chút rồi cũng không nói gì. Nhưng khiến ông ta bất ngờ là Diệp Huyên lại trực tiếp đi theo Tần Quan tiến vào tầng 12. Tần Quan cũng không bảo Diệp Huyên ở lại bên ngoài. Lão Lý có chút khó tin. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai có thể tiến vào tầng 12. Thiếu niên này là ai? Lão Lý hơi tò mò. Bên trong tầng 12, sau khi Diệp Huyên bước vào bèn nhìn thoáng qua xung quanh. Trong phòng đều là giá sách, bên trên đặt rất nhiều bộ sách.
hắn lơ đãng nhìn lướt qua thì phát hiện đây cũng không phải sách của thế giới này. Tần Quan ngồi vào trước bàn rồi nhìn về phía Diệp Huyên cười hỏi, có thể cho ta mượn lại thanh kiếm kia của ngươi một chút không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên là được. Hắn nói xong chợt nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã bay lên bàn, trước mặt Tần Quan. Tần Quan cẩn thận quan sát kiếm Thanh Huyên rồi cầm lấy bút bắt đầu viết. Diệp Huyên bước tới nhìn thì lại xem không hiểu. Đó không phải là chữ của thế giới này. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, Tần Quan cô nương, cô đang ghi gì vậy? Tần Quan cười nói, ta đang viết một quyển sách dị giới kỳ bảo, chính là một số thần vật mà ta nhìn thấy sẽ được ta ghi lại. Diệp Huyên có chút tò mò, đã ghi lại được bao nhiêu rồi? Tần Quan lắc đầu, không nhiều lắm, đến tận giờ mới có 37 kiện thôi. Diệp Huyên hỏi, có thứ tự không? Tần Quan gật đầu cười đáp, có. Giờ thanh kiếm này của ngươi đang xếp thứ ba. Thứ ba. Diệp Huyên nghe vậy lập tức có chút không phục, vung tay lên nói, dựa vào cái gì chỉ mới là thứ ba. Ta không phục. Tiểu hồn cũng đột nhiên nói, không phục. Tần Quan trừng Diệp Huyên, cười hỏi, biết đứng nhất là cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu, là cái gì cũng không phục, chúng ta không chấp nhận thứ hạng ấy của cô. Tần Quan cười khẽ, ngươi không muốn biết thứ đứng nhất và thứ hai là cái gì thật à? Diệp Huyên chần chờ rồi nói, ta không tin có thứ còn lợi hại hơn kiếm Thanh Huyên. Tần Quan đánh giá kiếm Thanh Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này đúng là có 102, nhưng so với cái thứ nhất và thứ hai thì vẫn thua xa. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, cái thứ nhất là gì? Tần Quan lật ra một tờ trong quyển sách nói, đầu tiên là nói cái thứ hai trước đi. Xếp thứ hai tên là Bút Đại Đạo, là thần vật sắc bén nhất trên đời này. Một nét bút thôi đã có thể quyết định sự sống chết của vạn vật và sinh linh trên đời. Ngòi bút cũng là thứ sắc bén nhất mà ta đã thấy, còn sắc bén hơn cả kiếm của ngươi. Ngòi bút của nó có thể xé nát mấy vạn cái vũ trụ một cách dễ dàng, hoàn toàn không thể địch nổi. Ngoài ra, nó còn đứng trên tất cả đạo và pháp, không màng năm tháng, vĩnh viễn không ngã vào luân hồi. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, lợi hại vậy hả? Tần Quan gật đầu, cực kỳ lợi hại, giờ kiếm của ngươi vẫn không thể chống lại nó. Có điều, ta cảm giác được người tạo ra thanh kiếm đó vì khiến nó thích hợp cho ngươi dùng đã cố tình đúc nó đến trình độ này. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, Bút Đại Đạo đó đang ở trong tay cô hả? Tần Quan cười đáp, không có, nhưng ta biết nó ở đâu. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, ở đâu? Tần Quan nói, quê hương của ta. Diệp Huyên kinh ngạc, hễ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Hễ Ngân Hà có nhiều ông lớn vậy luôn hả? Diệp Huyên hoàn hồn rồi lại hỏi, vậy còn cái thứ nhất? Tần Quan chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười, tạm thời bí mật. Diệp Huyên cạn lời, Tần Quan cô nương, như người khác vậy cũng không tốt đâu. Tần Quan cười nói, sau này ngươi gặp sẽ biết, nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết là cái thứ nhất cũng ở quê hương hệ Ngân Hà của ta. Nàng ta nói xong bắt đầu ghi chép lại về kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên đứng cạnh câm nín. Như người khác là một chuyện hết sức thiếu đạo đức đó. Phải nói là hắn đã ngày càng tò mò hơn về hệ Ngân Hà kia. Diệp Huyên nghĩ vậy không kiềm được hỏi, Tần Quan cô nương. Nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà cao lắm hả? Tần Quan khựng lại rồi lắc đầu, nền văn minh võ đạo của hệ Ngân Hà cũng không cao, trái lại nó còn thấp hơn rất rất nhiều so với vũ trụ mênh mông này. Nhưng, ở đó lại có một ông lớn cực kỳ mạnh nên hệ Ngân Hà mới có hơi đặc biệt. Diệp Huyên có chút tò mò, ông lớn mạnh mẽ đến mức nào? Tần Quan ngẫm nghĩ rồi đáp, không thể nói, không thể nói. Diệp Huyên lập tức đen mặt, lại nhử. Một lát sau, Tần Quan khép cuốn sách trước mặt lại rồi cười nói, xong, nào, chúng ta đi họp thôi. Nàng ta nói xong bèn thả bút xuống, sau đó đi ra ngoài. Diệp Huyên chần chờ một chút rồi hỏi, ta cũng đi hả? Tần Quan cười, đương nhiên, ngươi chính là khách quý cao cấp của TBS ta, theo lý thì ngươi cũng coi như người của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên. Thoáng chốc, Tần Quan đã dẫn Diệp Huyên đi vào trong một mảnh tinh không. Đây là một khu vực khép kín. Khi hắn và Tần Quan đến thì nơi này đã có hơn 1.700 người.
Trong đó, Diệp Huyên phát hiện đa số các cao thủ đều đã đạt tới lượng biến cảnh. Còn có hơn 30 vị sâu không lường được, hiển nhiên là đã vượt qua lượng biến. Ui, trường hợp đồ sộ nha. Diệp Huyên khẽ than thở, tiên bảo các này còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của hắn nữa. Mọi người trong sân thấy Tần Quan thì vội vàng kính cẩn chào hỏi, ra mắt các chủ. Tần Quan cười nói, đừng khách sáo, mọi người ngồi xuống hết đi. Nàng ta vừa dứt lời đã có một chiếc bàn dài xuất hiện trong sân, mọi người vội vàng vây quanh bàn ngồi. Tần Quan ngồi vào ghế chủ vị rồi như nhớ ra gì đó bỗng nhìn về phía Diệp Huyên vẫn đang tìm chỗ ngồi nói, Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Một ông lão ngồi cạnh Tần Quan nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã vội đứng dậy rồi cười nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, mời ngồi. Những người có mặt ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt hết sức tò mò. Diệp Huyên chắp tay với ông lão rồi ngồi xuống cạnh Tần Quan. Tần Quan liếc ông lão kia, cười hỏi, Lão Trương, không ngại chứ? Lão Trương vội nói, nào có, các chủ, sao ta có thể để ý một chuyện nhỏ như thế chứ? Tần Quan duyên dáng cười, ta biết ngay ông không ngại nên mới bảo hắn ngồi vào chỗ ông, chỉ là một chỗ ngồi thôi, không có ý gì khác đâu, ông đừng nghĩ nhiều. Lão Trương nghe vậy thầm thở phào, vội nói, không. Không đâu. Tần Quan gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Chúng ta cần phải bàn bạc một chuyện hết sức quan trọng. Lúc này, một người đàn ông trung niên vội đứng dậy nói, Lão Trương, mời ngồi. Lão Trương này có địa vị rất cao trong tiên bảo các, đã xấp xỉ với mấy trưởng lão siêu cấp đang núp trong tối. Lão Trương ngó người đàn ông trung niên kia, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ ông ta. Người đàn ông trung niên vừa định tìm chỗ khác thì bấy giờ thanh niên ngồi dưới gã vội đứng dậy, quân lão, ông ngồi chỗ của ta đi. Diệp Huyên thấy vậy thì cạn lời. Tần Quan cũng có chút đau đầu, khẽ nhay chán lắc đầu nói, ta biết là nơi nào có người thì nơi đó có quy tắc của chỗ ấy, nhưng các ngươi cũng phải xem tình huống chứ. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc phải mất cả tiếng quá. Mọi người. Tần Quan lấy một cuốn sổ ghi chép trong túi ra rồi nói, ta tập hợp mọi người đến chủ yếu là vì hai chuyện. Đầu tiên. Lúc trước Diệp công tử cầm lệnh huyền thiên của ta nhưng người ở dưới cũng không có làm theo quy định do ta đặt ra. Chẳng những không giúp Diệp công tử, còn lén lút hại hắn. Các ngươi đối với chuyện này. Lúc này, Lão Trương bỗng lạnh lùng nói, giết, cái loại không tôn trọng các chủ đó, đáng chết. Đúng, giết, không tôn trọng các chủ đáng bị Chu Di Ba họ. Không, một tội lớn như không tôn trọng các chủ Chu Di Ba họ sao mà đủ. Phải Chu Di chín họ. Ta nghe các chủ nói cái gì chính là cái đó. Các chủ uy phong sáng suốt, văn hay võ giỏi, đời đời lưu truyền, thống nhất vũ trụ. Các chủ vạn tuế, các chủ vạn vạn tuế, các chủ mạnh nhất trên đời. Diệp Huyên bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyên thấy cảnh tượng đó thì hoàn toàn cạn lời. Hắn từng thấy người ta nịnh bợ, nhưng chưa thấy cảnh bợ đỡ nào như này. Đám người kia cũng không biết xấu hổ quá rồi đó. Hơn nữa, họ còn là những cao thủ đỉnh cấp. Tần Quan ngồi cạnh Diệp Huyên giơ tay phải lên nhẹ nhàng xoa trán gắt, đau đầu. Diệp Huyên. Những người kia vẫn đang không ngừng nịnh nọt, còn ngày càng hăng say, chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Bấy giờ, Tần Quan bỗng đập tay phải lên bàn. Dầm. Thoáng chốc, mọi người có mặt ở đây lập tức câm miệng. Tần Quan chừng mọi người một cái, sau đó nói, bắt đầu từ bây giờ đều nghiêm túc một chút cho ta. Mọi người vội vàng gật đầu. Tần Quan nhàn nhạt hỏi, vậy đã có phán xét đối với đám lén lút hại Diệp công tử chưa? Lão Trương bên cạnh vội đáp, giết đi. Tần Quan nhìn về phía Lão Trương, ông ta cười gượng, phán quyết rồi. Không tôn trọng sắc lệnh của các chủ là tội lớn nhất của tiên bảo các ta, nên giết. Nên giết. Tần Quan im lặng một lát mới khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, chuyện này là tiên bảo các ta sai, cho ngươi lệnh huyền thiên lại không thể để ngươi hưởng thụ mà mình nên có. Đối với chuyện này, ta đại biểu tiên bảo các chân thành xin lỗi ngươi, mong ngươi có thể bỏ qua cho. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan lại nói, có bồi thường. Diệp Huyên lập tức nói, nào có, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Ta cũng không phải loại người hay so đo.
mọi người. Tần Quan liếc Diệp Huyên rồi lật sang trang khác, nói kế tiếp, là một chuyện hết sức quan trọng. Ta mong mọi người hãy chăm chú lắng nghe, đó là một thời đại rối loạn sắp xảy ra. Thời đại rối loạn. Mọi người có mặt ở đây nghe vậy cau mày, không hiểu ý nàng ta. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, Tần Quan cô nương, cái gì là thời đại rối loạn? Tần Quan khẽ thở dài, ta cũng chỉ mới biết được là cấm địa thần khư đã vỡ. Cấm địa thần khư. Mọi người nghe thấy thế thì cau mày vì chưa nghe qua bao giờ. Diệp Huyên cũng chưa nghe nói đến nó. Tần Quan nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến không có giới hạn. Thế nên, tất cả mọi người chỉ biết mình ở trong vũ trụ chứ cũng không biết mình nằm ở vị trí nào. Giờ, ta sẽ giới thiệu một chút về thế giới này cho mọi người biết, để mọi người có một sự hiểu biết rõ ràng hơn về mảnh vũ trụ này. Nàng ta nói xong bèn lật sang một trang rồi mới nói tiếp, lấy đại thiên vực làm trung tâm hướng về phía bắc, vượt qua mấy nghìn tỷ năm ánh sáng thì vẫn chưa đi tới cuối vũ trụ. Nhưng, ta từng gặp một cái di tích cổ, sau điều tra thì nó ít nhất đã có từ mấy nghìn tỷ năm trước. Mấy nghìn tỷ năm trước. Mọi người nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Huyên cũng có hơi chấn động. Văn minh cổ xưa có từ mấy nghìn tỷ năm trước. Tần Quan lại nói, ở trong một vũ trụ phức tạp như này, chúng ta hoàn toàn chẳng thể biết được mình đang nằm trong một giai đoạn lịch sử nào của nó. Bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nàng ta nói đến đây thì khẽ lắc đầu, ở quê hương ta đã có vô số tiền bối nghiên cứu về vũ trụ và cũng từng cố gắng khiến mình tiến vào vũ trụ mênh mông tìm kiếm những vũ trụ chưa được biết đến. Nhưng càng tiến về phía trước, chúng ta lại càng phát hiện mình nhỏ bé thế nào. Bởi vì cái hành tinh màu xanh của mình còn chẳng được coi là một hạt cát trong vũ trụ, không, trong hệ ngân hà thôi nữa là. Mọi người đều im lặng. Diệp Huyên bỗng hỏi, vậy bên ngoài di tích cổ kia là cái gì? Tần Quan cười đáp, vẫn là vũ trụ mênh mông. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan lại nói, rất nhiều tu sĩ đều có câu cửa miệng là võ đạo không có giới hạn, nhưng thực ra, ta lại cảm thấy vũ trụ không có điểm cuối mới đúng. Vũ trụ không có cuối đồng nghĩa với việc mọi thứ đều là một ẩn số, mà ẩn số lại đại biểu cho tất cả đều có khả năng. Vì vậy mới nói là không có cuối. Nàng ta nói xong lại sang trang khác, ta thống kê lại vũ trụ mà mình đã biết và đặt tên cho nó là vũ trụ quan. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Tần Quan chớp chớp mắt, ta đi thăm dò và tìm kiếm đã mất rất nhiều thời gian nên dùng tên mình đặt tên cũng không quá đáng mà đúng không? Mọi người vội lắc đầu, không quá đáng. Diệp Huyên bỗng nói, Tần Quan cô nương, ta cảm thấy cô có thể thêm một chữ. Tần Quan tò mò, chữ gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, vũ trụ quan huyên. Ặc. Tần Quan chớp chớp mắt, cái này. Diệp Huyên nói như đúng rồi, vũ trụ quan huyên nghe hay hơn. Sắc mặt của mọi người càng trở nên kỳ lạ, tên này cũng mặt dày ớn. Tần Quan hơi chần chờ, cái này. Diệp Huyên khẽ thở dài, nếu Tần Quan cô nương cảm thấy khó xử thì bỏ đi vậy. Ta. Tần Quan lập tức nói, được. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại, ta còn chưa nói xong mà. Tần Quan liếc Diệp Huyên, ngươi, còn chưa đóng góp gì đâu, băng qua tinh vực cũng rất mệt đó. Diệp Huyên thở dài, được rồi, nếu ngươi cảm thấy khó xử thì bỏ đi vậy. Dù sao, vũ trụ gì đó cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Huyên ta, bảo vệ nó cũng quả thật rất mệt. Hơn nữa, đã tốn sức còn chẳng được gì, ta. Tần Quan lại đột nhiên nói, vậy gọi là vũ trụ quan huyên đi. Mọi người. Diệp Huyên cau mày, cô, không gây khó dễ hả? Tần Quan cười hì hì nói, một cái tên mà thôi. Diệp Huyên câm nín. Hắn bỗng dưng cảm thấy mình lỗ rồi thì phải. Có gì đó sai sai. Tần Quan tiếp tục nói, vũ trụ quan huyên chia thành ba khu vực lớn, thế lực mạnh nhất phía bắc là cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa này có nền văn minh võ đạo tiên tiến. Trước mắt thì cảnh giới cao nhất của vũ trụ quan huyên chính là quan cảnh. Sắc mặt mọi người cứng lại. Đây không phải là các chủ tự mình lấy tên đó chứ? Tần Quan cười, là ta lấy tên, nhưng đối phương cũng đã đồng ý vì cảnh giới đó cũng do ta cải tiến. Còn đối phương, dưới sự chỉ dẫn của ta thì thực lực đã được nâng cao một bước. Thế nên, giờ cảnh giới cao nhất của vũ trụ quan huyên chính là quan cảnh.
Còn những cảnh giới khác thì ta sẽ nói rõ với các ngươi sau vì nó cũng đã được ta sắp xếp lại. Nàng ta nói đến đây không khỏi lắc đầu, cảnh giới của vũ trụ quan huyên không những nhiều còn rối nên ta đã sắp xếp lại một lần nữa. Cắt bỏ những cảnh giới không cần thiết, để lại những cảnh giới có tác dụng. Mà ta cũng sẽ kết hợp nó với những cảnh giới khác để trở thành một cảnh giới mới. Đến lúc đó, ta sẽ công bố ra ngoài cho cả vũ trụ quan huyên. Ngoài ra, ta còn biên soạn ra một quyển sách tên là Quan Thư. Nó ghi lại cách tu luyện của từng cảnh giới và một số chỗ đặc biệt để những tu giả hiểu biết hơn về chúng. Lão Trương bên dưới vội hỏi, các chủ, có bán quyển sách đó không? Các hội trưởng có mặt ở đây nghe vậy lập tức phấn khích. Nếu xuất bản nó thì chẳng phải Tiên Bảo Các sẽ kiếm được bộn à? Tần Quan lại lắc đầu, không bán. Mọi người nghe thế sửng sốt. Tần Quan nghiêm túc nói, chuyện như này là tạo phúc cho cả vũ trụ quan huyên, không thể dùng tiền tài để suy tính được. Nàng ta nói xong bèn liếc các hội trưởng trong bàn, phải nhớ là kẻ giàu có nếu không có tình người, tùy tiện làm loạn, bóc lột chúng sinh thì đó là làm giàu mà không có đạo đức. Loại người đó có của cải nhiều đến mấy cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền. Tần Quan nói đến đây bèn nhấn mạnh, người ngoài thì ta mặc kệ, nhưng nếu các ngươi đã kính trọng ta thì phải làm theo yêu cầu của ta. Tiền quan trọng đó, nhưng đức lại quan trọng hơn. Quân tử yêu tiền, song phải giữ vững đạo tâm. Diệp Huyên ngó Tần Quan khẽ gật đầu, cái nhìn của cô gái này cũng chính trực y như mình vậy. Các hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Tần Quan. Tần Quan lại nói tiếp, Mộng Mộng hội trưởng của Cấm Kỵ Chi Địa có đến không? Bấy giờ, một ông lão vội vàng lên tiếng, thưa các chủ, vẫn chưa đến. Cấm Kỵ Chi Địa cách Đại Thiên Vực thật sự quá xa, Mộng Mộng hội trưởng vẫn đang trên đường tới. Tần Quan im lặng một lát rồi nói, ta đã lên kế hoạch xây dựng truyền tống trận giữa ba vực lớn với Đại Thiên Vực. Về mặt tài chính và kỹ thuật thì không có vấn đề gì, chỉ là... Nàng ta nói đến đây bèn ngó Diệp Huyên, Diệp công tử trước đó ta còn vì nó mà đau đầu, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay ngươi thì đã có một phát hiện mới. Theo ta biết, nó có thể tự do xuyên qua thời không đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan cảm thán, trình độ của người tạo ra thanh kiếm đó với thời không đúng là sâu không lường được. Nàng đã đánh tỉnh ta. Hóa ra thời không còn có thể áp dụng, đồng nhất hóa. Phải công nhận là vô cùng yêu nghiệt. Nàng ta nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, vừa kích động đã dùng từ hơi tục. Hi hi. Diệp Huyên. Tần Quan tiếp tục nói, ta đã hiểu được sự huyền bí trong việc làm lơ hết tất cả thời không của thanh kiếm ấy nên về mặt kỹ thuật cũng không có vấn đề gì hết. Có điều, vì, đồng nhất hóa, thời không không phải do ta nghĩ ra nên cũng ngại áp dụng vào trong truyền tống trận của mình. Diệp công tử, hay là ngươi xem thế này, ngươi cho ta mượn kỹ thuật ấy dùng, mỗi năm ta sẽ chia 30% lợi nhuận cho ngươi nhé. 30%? Diệp Huyên chớp chớp mắt hỏi, khoảng bao nhiêu? Tần Quan ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, mỗi năm chắc cũng đảm bảo được mấy tỷ cái tinh thần mạch. Diệp Huyên sửng sốt rồi lập tức vội vàng nói, được. Tần Quan chớp mắt hỏi, ngươi có cần hỏi ý của người tạo ra thanh kiếm này hay không? Diệp Huyên vội lắc đầu, khỏi, ta đồng ý thì Thanh Nhi cũng chẳng có ý kiến gì nữa đâu. Hơn nữa, phát minh của nàng cũng không khác gì là phát minh của ta. Thanh Nhi. Tần Quan gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía một cô gái trẻ cách đó không xa, đi soạn một bản hợp đồng. Cô gái đó vội vàng đứng dậy đi xuống. Diệp Huyên cau mày, còn phải có hợp đồng à? Tần Quan cười đáp, đương nhiên rồi. Diệp Huyên đen mặt, cô không tin ta. Đương nhiên không tin. Tần Quan miệng nhanh hơn não suýt nữa nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng nàng ta phản ứng lại rất nhanh, vội sửa lời, đương nhiên là ta tin Diệp công tử rồi, bản hợp đồng này chỉ là một hình thức thôi, hình thức thôi. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng mở miệng, tiểu chủ, thật thì đừng nói là vị tần các chủ kia, ta đây cũng không tin người cho lắm. Có đôi khi người mặt dày lên, làm những chuyện đó mà coi là chuyện người làm à. Chưa nói tới cái khác, người nói xem trên cả chặng đường này, người đã lừa được bao nhiêu truyền thừa rồi. Cứ đến một cái bí cảnh hay di tích lại hỏi người ta có truyền thừa không? Sao da mặt của người lại dày như vậy? Diệp Huyên đen mặt, tiểu tháp, người can đảm đấy, không ngờ lại dám chửi Thanh Nhi. Á đù!
Tiểu tháp trực tiếp nhảy cẫng lên, người. Chấm chấm chấm. Tiểu tháp cũng không dám nói gì nữa. Nói thêm gì nữa, nó sợ bản thân sẽ bị đùa chết. Tiểu chủ này của mình đã không còn là con người nữa. Tần quan tiếp tục nói, mạnh nhất ở Bắc Vực là vùng đất cấm, về phần thực lực của vùng đất cấm này, ta sẽ không nói nhiều nữa. Bởi vì không bao lâu nữa, mọi người hẳn là sẽ biết. Bây giờ ta sẽ nói với mọi người về Nam Vực, ở Nam Vực có bốn thế lực mạnh nhất, thứ nhất là thần đình thời gian, chủ của nó là thời gian chi chủ, quản lý thời gian chi đạo. Thứ hai là thần đình ngũ hành, chủ của nó là ngũ chủ quản lý ngũ hành chi đạo. Thật ra, theo ta được biết, ông ta không chỉ quản lý ngũ hành chi đạo, mà còn có thứ khác nữa. Nói xong, nàng ta mở trang tiếp theo của bản ghi chép, tiếp tục nói, còn có hai người là pháp chủ và đạo chủ, hai người quản lý ít nhất 70% đạo tắc và pháp tắc của vũ trụ quan huyên này, thực lực đều rất lợi hại, chỉ dưới vị ở vùng đất cấm kia. Diệp Huyên có chút tò mò, trong bốn người này, ai mạnh nhất? Tần quan cười nói, có lẽ là vị đạo chủ kia, quản lý 70% đạo tắc trời đất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tần quan nói, còn có hai thế lực siêu cấp, phân biệt là Nguyên Thủy Tông được sáng lập bởi Nguyên Thủy Thiên Chủ của Tây Vực, và chủ nhân của Đại Thiên Vực Thiên Cơ Thành. Nói đến đây, nàng ta cười cười, sau đó nói, mấy thế lực kể trên chính là mấy thế lực mạnh nhất vũ trụ quan huyên hiện nay, những thế lực này cách xa nhau rất xa, bởi vậy, tạm thời không có mâu thuẫn xung đột gì. Ngoài ra, trong bóng tối còn một vài thế gia đại tộc bí ẩn, bất quá, đối phương đã ẩn mình lánh đợi ít nhất mấy vạn năm, bởi vậy, ta sẽ không tiết lộ đối phương, gây phiền phức cho người ta. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, còn Đông Vực thì sao? Khuôn mặt Tần Quan bỗng trở nên nghiêm túc, Đông Vực vốn có một thế lực siêu cấp, tên là Thần Khư Chi Địa, nhưng hiện tại, Thần Khư Chi Địa đã bị diệt rồi. Diệp Huyên nhíu mày, bị diệt. Tần Quan gật đầu, cuối Đông Vực, chủng tộc kia sắp đến đây rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, chủng tộc gì? Tần Quan nhẹ giọng nói, đạo tộc, đến từ Táng Thổ. Diệp Huyên nhíu mày, đạo tộc. Tần Quan gật đầu, lấy đạo làm họ, ngự đạo muôn vàn, tự xưng là chủng tộc vô cùng gần với thần. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, trong chủng tộc này, có người có thân phận đặc biệt giống như ngươi, thân phận của đối phong không thua kém hào quang của ngươi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tỷ tỷ, điều này hẳn là không đúng đi. Tiểu chủ là người thiên mệnh, hẳn là không có ai có thể có thân phận đặc biệt hơn người. Tần quan cười nói, trong tình huống bình thường, quả thật không thể. Nhưng là, ai quy định người thiên mệnh thì không thể chết. Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu người thiên mệnh chết, vậy còn chơi cái gì nữa? Tần quan lắc đầu cười, tiểu tháp, người vẫn là quá non trẻ, người không hiểu. Người thiên mệnh sẽ chết dưới hai loại tình huống. Loại thứ nhất, sau khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, bởi vì sau khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, hắn sẽ không còn là duy nhất nữa. Trong thời gian này, nếu hắn không có thực lực vô địch, hắn có khả năng sẽ chết. Sở dĩ Dương Bá Phụ không xảy ra chuyện gì, là bởi vì sau khi Diệp Công Tử xuất hiện, ông ta đã vô địch thế gian, gần như không ai có thể giết ông ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nếu trước khi người thiên mệnh tiếp theo xuất hiện, người còn chưa đạt đến thực lực như của Dương Bá Phụ, người có khả năng sẽ chết. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm lặng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên hiểu được sự lo lắng lúc trước của Thanh Nhi và cha. Tần quan tiếp tục nói, còn có một loại tình huống, người thiên mệnh sẽ chết, đó là hắn không còn là người thiên mệnh duy nhất, một thế giới, có thể xuất hiện hai người thiên mệnh. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, lại nói, đương nhiên, dưới tình huống bình thường, là không thể, nhưng là, không thể không có nghĩa là không có khả năng. Điều này phải xem cây bút kia. Diệp Huyên nhíu mày, bút gì? Tần quan cười nói, bút đại đạo, điểm khủng bố thật sự của nó không phải là uy lực, mà là có thể viết vận mệnh của vạn vật vạn linh, bởi vậy, nó còn được gọi là bút vận mệnh, vô cùng lợi hại. Nếu ngày nào đó nó động kinh làm bừa, vậy thì ngươi thảm rồi. Hắc hắc. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ngươi vì sao lại cười hắc hắc? Có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tần quan chớp chớp mắt, có sao? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu. Tần quan nhếch miệng cười, không cần so đo vấn đề nhỏ này. Diệp Huyên. Tần quan tiếp tục nói, có còn nhớ, ta
ta nói có bốn loại người có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyên gật đầu, nói cụ thể đi. Tần Quan nói, loại thứ nhất, chính là người cùng là người thiên mệnh, điều này giống như vua của một cái thế giới đến một thế giới khác vậy, vua của thế giới khác muốn giết hắn, không phải là chuyện rất đơn giản sao? Diệp Huyên gật đầu, còn ba loại nữa thì sao? Tần Quan nói, đại lão đỉnh cấp. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại lão đỉnh cấp như thế nào? Tần Quan cười nói, kiểu như cha ngươi. Diệp Huyên. Tần Quan cười hì hì, nếu đạt tới cấp bậc giống như Dương Bá Phụ, đối phương muốn giết ngươi, Dương Bá Phụ khẳng định không có cách nào ngăn cản, loại cường giả như vậy, một khi nhắm vào người yếu hơn hắn ta, đối phương tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót. Diệp Huyên khẽ gật đầu, còn hai loại nữa. Tần Quan nhẹ giọng nói, người ngoài quy tắc. Diệp Huyên nhíu mày, người ngoài quy tắc, ý là sao? Tần Quan suy nghĩ, sau đó nói, ở chỗ chúng ta, gọi là lỗ hổng, bất kỳ vậy gì cũng đều không hoàn hảo, đều có lỗ hổng, mà có một vài lỗ hổng, chính là ở ngoài quy tắc. Nói với ngươi như vậy, ngươi có thể không hiểu lắm. Ta quen một người ngoài quy tắc, ngươi hẳn là cũng quen biết. Diệp Huyên vội hỏi, ai? Tần Quan cười nói, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây. Hắn ta là người ngoài quy tắc. Nghe vậy, Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ. Đại ca. Đại ca là người ở ngoài quy tắc. Diệp Huyên vội vàng hỏi thầm trong lòng, tiểu tháp, ngươi cảm thấy nàng ta nói đúng không? Tiểu tháp trầm lặng một lát, sau đó nói, dù sao ở thế hệ của ta, Tiêu Dao đại ca quả thật mạnh đến mức phi lý. Cả đời không ngừng khiêu chiến, bởi vì bất bại, bởi vậy, vẫn luôn cầu bại. Diệp Huyên trầm lặng. Ngoài quy tắc, Tần Quan tiếp tục nói, người như thế, mạnh đến mức phi lý. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, ngoài Tiêu Dao đại ca ra, còn có người nào khác ở ngoài quy tắc không? Tần Quan gật đầu, có. Hơn nữa, ta biết là ai. Diệp Huyên nhíu mày, ai? Người của đạo tộc gì đó sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Vị đạo tộc kia, không phải người ngoài quy tắc, vị đạo tộc kia là người nghịch thiên. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, người nghịch thiên. Tần Quan gật đầu, người như thế gọi là biến số. Nhân vật như vậy, vừa xuất hiện đã là sự tồn tại nghịch thiên, trong tình huống bình thường, một vũ trụ từ khi sinh ra đến hủy diệt, có thể đều sẽ không xuất hiện một nhân vật như vậy. Biến số. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, Thanh Nhi thuộc loại tồn tại nào? Tần Quan trầm giọng nói, Thanh Nhi mà ngươi nói là vị thiên mệnh kia sao? Diệp Huyên cười nói, cô biết muội ấy. Tần Quan khẽ nhếch khóe miệng, đương nhiên, ta ngoài biên soạn dị thế kỷ bảo lục, còn biên soạn một quyển dị thế đại lão bảng, thiên mệnh lợi hại như vậy, chắc chắn phải ghi chép vào trong đó. Nhưng, bởi vì ta chưa từng tiếp xúc với nàng, bởi vậy, nàng mạnh như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyên cười nói, đánh giá đại khái một chút. Tần Quan trầm lặng một lát, sau đó nói, ta không nói. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ vì sao? Tần Quan chớp chớp mắt, ta chính là không nói. Diệp Huyên. Tần Quan cười hì hì, ngươi không cần buồn bực, ta không nói, tự nhiên là có đạo lý của ta, đừng nóng giận, được không? Diệp Huyên lắc đầu cười, cũng không đến mức tức giận, chỉ là có chút tò mò thôi. Tần Quan cười nói, chờ ta viết xong quyền dị thế đại lão bảng, ta có thể cho ngươi xem đầu tiên, bởi vì trong đó ta có làm một bảng thứ hạng, đến lúc đó, ai là người đứng đầu, ngươi vừa nhìn là biết. Diệp Huyên cười nói, vậy cứ quyết định như thế. Tần Quan gật đầu, một lời đã định. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi thuộc loại tồn tại nào? Ta cảm thấy, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Quan lắc đầu cười, ta không lợi hại. Ta chính là một con cháu Viêm Hoàng bình thường, thích dạo quanh vũ trụ, thích nghiên cứu vũ trụ, thích đi chơi khắp nơi, không so được với những đại lão này. Hơn nữa, ta không thích đánh đánh giết giết, ta không thích pháp tắc thống lĩnh của thế giới này, nhưng mà cũng không có cách nào, vì thế giới chính là như vậy, thế giới dễ thay đổi, lòng người khó thay. Diệp Huyên trầm lặng. Không thể không nói, cô gái trước mặt quả thật có phần đặc biệt. Tư tưởng rất đặc biệt. Tần Quan cười cười, sau đó nhìn thoáng qua mọi người ở đây, lần này triệu tập mọi người đến, chủ yếu là vì chuyện thứ hai đây, bởi vì theo ta được biết,
lần này đạo tộc tiến vào vũ trụ quan huyên, người đến không có ý tốt, không bao lâu nữa, vũ trụ quan huyên có thể sẽ xảy ra đại nạn, bởi vậy, mọi người phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên trầm giọng nói, đạo tộc muốn làm gì? Tần Quan nhẹ giọng nói, đương nhiên là xưng bá, còn cả báo thù. Diệp Huyên nhíu mày, xưng bá ở vũ trụ quan huyên. Tần Quan cười nói, không chỉ như thế, theo ta được biết, bọn họ còn có mục tiêu cao hơn, mà xưng bá vũ trụ quan huyên chỉ là bước đầu tiên của bọn họ. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan, cô nương sẽ ngăn cản bọn họ chứ? Tần Quan im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nương không ngăn cản. Tần Quan im lặng một lát, sau đó nói, trước đây, đạo tộc có tổng cộng hàng tỷ người, trong đó có khoảng 30 triệu cường giả đỉnh cấp. Mà hiện tại, đạo tộc chỉ có không đến 30 triệu người, chỉ có không đến 1 triệu cường giả đỉnh cấp. Người có biết vì sao lại như vậy không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan nhẹ giọng nói, ta từng điều tra qua, năm đó là các thế lực đỉnh cấp của vũ trụ quan huyên liên kết với nhau đổ sát đạo tộc, hơn nữa còn cướp thần vật tối của đạo tộc đạo thư, thiên mạch kia chính là thần vật trong đạo thư. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, năm đó, bọn họ vì muốn cướp thần vật, đã giết hại hàng tỷ người, năm đó tộc trưởng đạo tộc và mấy cường giả siêu cấp của đạo tộc đã dùng tính mạng để hộ tống những người còn sống của đạo tộc đến táng thổ. Mà trước khi bọn họ chết, vô số người trẻ tuổi của đạo tộc đã lấy máu thề, chỉ cần đạo tộc không bị chết sạch, bọn họ nhất định phải báo thù này, thế hệ này không báo được, vậy thế hệ tiếp theo không báo được, vậy thế hệ tiếp nữa. Nói đến đây, nàng ta lại thở dài, tất cả đều có nhân quả, đến nay kiếp nạn của vũ trụ quan huyên là bởi vì năm đó đã tạo nghiệp. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiên bảo các giàu có như thế. Ngộ nhớ bọn họ muốn cướp tiên bảo các của người thì các người phải làm sao? Tần Quan mặt không chút biểu cảm, trực tiếp lấy ra một đống, không nói võ đức, đản đản lên sân khấu, cha mẹ uổng công nuôi. Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Nhìn hai quả trứng kia, Diệp Huyên cũng chẳng biết nói gì. Đây chính là uy lực của đồng tiền sao? Tần Quan tiếp tục cuộc họp. Diệp Huyên ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe. Không thể không nói, hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì các hội trưởng đến từ các giới đều đang báo cáo thu nhập cả năm của tiên bảo các, mà Diệp Huyên phát hiện, chi nhánh tiên bảo các có thu nhập thấp nhất cũng có ít nhất mấy tỷ tinh thần mạch. Đây là khái niệm gì chứ? Phải biết là, nơi này có hơn 1.000 hội trưởng. Hơn nữa, có một vài tiên bảo các còn có thu nhập đạt đến mấy chục tỷ tinh thần mạch. Trừ chi phí, ít nhất cũng kiếm lời được hơn phân nửa. Quan trọng nhất là, lúc trước Tần Quan từng nói, nàng ta mở cả nghìn vạn tiên bảo các đấy. Đại gia! Diệp Huyên không còn cách nào tưởng tượng được tài sản của Tần Quan nữa. Tài sản của cô gái này, sợ là chỉ có Tiểu Bạch ở hệ ngân hà xa xôi kia mới có thể so được. Ngay cả Tiểu Bạch, cũng chưa chắc sánh bằng. Phải biết là, chung quy Tiểu Bạch cũng chỉ là một cá thể, mà Tần Quan thì không giống, cô gái này có rất rất nhiều người cùng giúp nàng ta kiếm tiền. Nghĩ đến đây, hắn bất giác lắc đầu thở dài. Thanh Nhi cái gì cũng tốt, chỉ là không quá hứng thú với tiền, nếu không, với năng lực của Thanh Nhi mà đi kiếm tiền thì... Thanh Nhi. Một lúc lâu sau, Tần Quan bỗng nói, chia lợi nhuận. Chia lợi nhuận. Lời này vừa nói ra, các hội trưởng ở đây lập tức kích động, ánh mắt mọi người đều không giấu được vẻ phấn khích và hoan hỉ. Ngay cả lão Trương trông như lão tăng kia lúc này cũng đã thay đổi vẻ mặt. Tần Quan bỗng nhìn sang một cô gái bên cạnh mình không xa, cô gái kia mặc trường bào màu trơn đơn giản, ngoại hình bình thường, nhưng khí chất rất xuất chúng. Tần Quan cười nói, Phù Thanh, lần này, tiền lời của nhánh tiên bảo các do ngươi quản lý là cao nhất, ngươi là quán quân tiêu thụ năm nay. Nói rồi, nàng ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt trước mặt Phù Thanh. Mọi người quét thần thức, sau đó, tất cả đều rất kích động, ánh mắt không che giấu nổi vẻ ước ao. Trong nhẫn chứa đồ, có khoảng chừng 3 tỷ tinh thần mạch. 3 tỷ. Đây là một khoản siêu cấp khổng lồ. Khi Diệp Huyên nhìn thấy số lượng này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn động. 3 tỷ. Bao nhiêu người nghèo cả đời sợ rằng cũng không kiếm được nhiều tinh thần mạch như vậy, mà Tần Quan này lại khen thưởng như thế. Vẻ mặt Phù Thanh kia cũng kích động, rõ ràng,
phần thưởng này có phần ngoài dự liệu của nàng ta. Nàng ta vội đứng dậy, khẽ hành lễ, run giọng nói, đa tạ các chủ. Tần quan lại nói, hiện tại ngươi đang là lượng biến cảnh. Phù Thanh gật đầu, đúng vậy. Tần quan khẽ gật đầu, lượng biến đạt đến chất biến, quá trình này không đơn giản chút nào. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, một cuốn sách chậm rãi bay đến trước mặt Phù Thanh, trong sách này, có một vài hiểu biết của ta về chất biến cảnh, rất hữu ích cho ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt các hội trưởng trong sân đều thay đổi, vô số người đều đứng dậy, phải biết rằng, sở dĩ bọn họ gia nhập Tiên Bảo Các, mục đích chính là để kiếm tiền, mà mục đích kiếm tiền là gì? Tu luyện. Mà tu luyện ngoài tiền, công pháp gì đó cũng rất quan trọng. Mà bây giờ, Tần quan trực tiếp thưởng cả công pháp. Có thể nói là, Phù Thanh này muốn đạt đến chất biến cảnh, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhiều người ngưỡng mộ. Ngay cả những hội trưởng đã đạt đến lượng biến, cũng có vài phần ngưỡng mộ. Phải biết rằng, năm đó khi bọn họ chưa gặp được Tần quan, quả thật chỉ dựa vào bản thân mày mò từng chút một, mà bây giờ, Tần quan trực tiếp chỉ điểm, như vậy có thể đi tắt được mấy con đường rồi. Đời người, nếu không có quý nhân chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân phấn đấu, thì thật rất rất khó khăn. Phù Thanh kia nghe thấy lời của Tần quan, lập tức quỳ xuống, kích động không thôi. Run giọng nói, các chủ, ta. Tần quan đỡ Phù Thanh, cười nói, theo ta biết, Tiên Bảo Các do ngươi quản lý, không chỉ lợi nhuận cao nhất, mà danh tiếng cũng tốt nhất, đây là thứ ngươi nên có. Phù Thanh cẩn thận hành lễ, đa tạ các chủ. Tần quan khẽ gật đầu, nàng ta nhìn mọi người xung quanh, tan họp. Nghe vậy, mọi người đứng dậy khẽ hành lễ, sau đó lùi đi. Lúc này, một cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta khẽ cười, Diệp công tử, còn nhớ ta không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên, Thanh Liên cô nương. Thanh Liên cười duyên, Diệp công tử, lâu ngày không gặp đã khác, so với trước kia ngươi mạnh hơn không ít rồi. Diệp Huyên cười ha ha. Thanh Liên nhìn Tần quan ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta kính cẩn thi lễ, sau đó lui đi. Tần quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta phải bận chút việc, khoảng chừng 3 ngày. Ngươi cứ tự mình chơi trước, được không? Diệp Huyên cười nói, lúc trước ngươi nói, có bồi thường, còn nhớ không? Tần quan gật đầu, ngươi muốn gì? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức có chút lúng túng. Bản thân nên cần thứ gì đây? Tiền. Cũng khá thiếu. Bảo vật. Bảo vật của Tần quan, quả thật hắn cũng rất muốn. Tần quan bỗng cười nói, hay là, cứ nhớ đó. Đợi khi ngươi nghĩ xong muốn gì thì lại nói với ta, được không? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần quan khẽ cười, sau đó ôm lấy sổ sách dày cộm trước mặt, ta bận chút việc, làm xong rồi ta dẫn ngươi đến một nơi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn túi vật nhỏ của Tần quan, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, tiểu chủ, đừng nên dòm ngó đến túi vải kia nữa. Chúng ta thật sự không đánh lại được người ta đâu. Mấy bảo vật của tiểu tỷ tỷ này, ta nghe thấy thôi mà da đầu đã tê dần rồi. Diệp Huyên đen mặt, ngươi nói cái gì vậy? Ta là loại người đó sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi dạo chơi. Diệp Huyên quyết định đi dạo ở Đại Thiên Vực này, không thể không nói. Đại Thiên Vực này quả thực rất xa hoa, trong tinh không, người đến người đi liên tục không ngớt. Mà trong tối... Hắn cảm nhận được một vài luồng hơi thở bí ẩn, hơi thở nào cũng đều rất mạnh. Diệp Huyên một mình chậm rãi đi lại trong tinh không, im lặng suy tư. Lời của Tần quan trước đó, khiến hắn cảm thấy rất sâu sắc. Chưa biết. Từ lời của Tần quan, hắn biết được một vài tin tức chưa biết, ví dụ như đại đạo bút, ví dụ như người không ở trong quy tắc, ví dụ như người nghịch thiên, ví dụ như người thiên mệnh kia. Còn có Thanh Nhi ở hệ Ngân Hà trấn áp một vị nào đó. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, bản thân còn phải nỗ lực nhiều. Bây giờ không nỗ lực, thì bản thân sau này sợ rằng cái gì cũng phải dựa vào cha và Thanh Nhi thôi. Hơn nữa, hiện tại hắn đã hiểu đôi chút ý đồ của cha rồi. Cũng hiểu được cha đang lo lắng gì. Như Tần quan nói, người thiên mệnh không chỉ có một, hơn nữa, người thiên mệnh không có nghĩa sẽ không chết. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm đến người thiên mệnh gì đó, nhưng hắn cũng biết,
cái gọi là mệnh ta do ta không do trời, hoàn toàn là vô nghĩa. Thật sự có thể làm được như vậy, thế gian có mấy người? Ít nhất hiện tại hắn hoàn toàn không làm được. Còn có Thanh Nhi, với thực lực vô địch của Thanh Nhi, mà chỉ có thể trấn áp đối phương, dù là không giết được, hay không thể giết, thì đều có nghĩa là chuyện này càng phức tạp hơn. Bây giờ bản thân nếu không nỗ lực liều mạng, sau này e rằng đến đầu cũng bị đập nát thôi. Ngay lúc này, Diệp Huyên đang trầm tư đột nhiên quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một người đàn ông và cô gái đang chậm rãi bước đến. Người đàn ông này, trước đó hắn từng gặp, chính là Thiên Cơ kia. Mà thế lực mạnh nhất của Đại Thiên Vực chính là Thiên Cơ Thành, rõ ràng, vị Thiên Cơ công tử này chính là thiếu thành chủ của Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên cười nói, chắc không phải khéo như vậy chứ. Thiên Cơ khẽ gật đầu, thực không dám giấu, lần này đến đây, là muốn làm quen với Diệp công tử. Diệp Huyên cười ha ha, Thiên Cơ công tử không phải muốn làm quen với ta, mà là muốn biết ta và Tần các chủ có quan hệ gì, đúng chứ? Thiên Cơ khẽ ngây người, sau đó cười nói, Diệp công tử đều luôn thẳng thắn vậy sao? Diệp Huyên cười nói, ta và Tần các chủ xem như là bạn bè. Bạn bè, đương nhiên hắn hiểu đối phương có ý đồ gì, đơn giản là thấy hắn và Tần Quan đi khá gần nhau, nên mới có suy nghĩ khác. Thiên Cơ nheo mắt, theo ta biết, Tần các chủ rất ít khi kết giao bạn bè. Diệp Huyên nhún vai, cái đó thì ta không biết. Thiên Cơ im lặng. Diệp Huyên cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có chuyện, lúc sau nói chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, cô gái bên cạnh Thiên Cơ thấp giọng nói, Đường ca, người này là ai? Thiên Cơ lắc đầu, không biết. Cô gái nói, muốn điều tra không? Thiên Cơ im lặng một lúc, cũng không nói gì. Cô gái đã hiểu. Lập tức quay người rời đi. Trong tinh không phía xa, Tiểu Tháp bỗng nói, Tiểu chủ, Thiên Cơ kia có phải đang theo đuổi Tần tỷ tỷ không? Diệp Huyên cười nói, người hỏi cái này làm gì? Tiểu Tháp cười nói, ta cảm thấy, hắn không theo đuổi Tần tỷ tỷ được. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tiểu Tháp nói, suy nghĩ và mong mỏi của Tần tỷ tỷ, không phải thứ mà người thế giới này có thể hiểu được, cũng giống như Dương Liêm Xương tỷ tỷ năm đó vậy. Diệp Huyên nhíu mày, cô. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nàng ấy cũng là đến từ hệ Ngân Hà đấy. Diệp Huyên khẽ cười, sau này có cơ hội đi Ngân Hà chơi thử. Tiểu Tháp cười nói, được. Diệp Huyên khẽ cười, không thể không nói, hắn cũng khá hiếu kỳ về hệ Ngân Hà, người của nơi này, đều có chút kỳ quái đến kinh ngạc, nhất là Tần Quan, suy nghĩ thật sự rất kỳ lạ. Diệp Huyên đang định nói, thì lúc này, hắn nheo hai mắt, đột nhiên quay người, sau lưng hắn không xa, có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông này, hắn cũng biết, chính là tộc trưởng của linh ma tộc Mộc Hư. Sau lưng Mộc Hư không xa, còn có hai luồng hơi thở cực kỳ bí ẩn, hơn nữa, đều là lượng biến cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, đối phương thật sự rất lợi hại, vậy mà lại đến được nơi này. Chỉ là chuyện khiến hắn có chút nghi hoặc, là ban đầu hắn đi cùng Tần Quan, đối phương dù không sợ bản thân, nhưng ít nhiều cũng kiêng dè Tần Quan mới đúng, chẳng lẽ không biết Tần Quan. Lúc này, Mộc Hư đột nhiên lên tiếng, thiên mạch kia. Thiên mắc, Diệp Huyên cười nói, ở chỗ ta đây. Thiên mạch kia, bản thân hắn không nghiên cứu, mà trực tiếp đưa cho An Lan Tú nghiên cứu. Nữ nhân của mình không thương, thì ai thương? Hắn tin rằng, không bao lâu nữa, thực lực An Lan Tú sẽ tăng nhanh, đạt đến độ cao mới. Còn An Lan Tú, dù là thiên phú hay là nghị lực, thì đều ở mức cao nhất, chỉ là thiếu chút bệ đỡ. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên bỗng cười nhếch miệng, đừng nhìn ta chằm chằm, có bản lĩnh thì qua đánh ta đi. Ngươi cũng đừng nói gì cả, ta đã rất lâu rồi chưa bị đánh. Thật sự ta cũng không quen lắm. Tiểu Tháp. Nghe thấy lời Diệp Huyên, sắc mặt Mộc Hư lập tức u ám. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Mộc Hư nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy sát ý, ngươi căn bản không biết vật kia có ý nghĩa như thế nào, đợi đi, ngươi rồi sẽ hối hận. Nói xong, gã quay người rời đi.
Diệp Huyên đột nhiên nói, còn đợi cái gì? Hôm nay không vui thì hôm nay cứ bung xóa, cùng lắm thì chết. Vừa dứt lời, hắn khẽ gõ ngón cái. Bù! Tiếng kiếm đột nhiên vang lên, sau đó, một thanh kiếm lập tức chém vào phía sau Mộc Hư. Mộc Hư nheo hai mắt, ánh mắt chợt lóe luồng sát ý, gã xoay mạnh người, đánh ra một quyền. Quỳnh! Quyền ra, nắm đấm tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, không gian xung quanh lập tức biến thành một lốc xoáy màu đen, kiếm của Diệp Huyên lập tức bị một quyền này ngăn lại. Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa, sau đó, gã đạp mạnh chân phải, tay phải xoay tròn về phía trước. Ầm! Kiếm Thanh Huyên thoáng chốc bị đánh bay. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên vững vàng bay về tay hắn, mà lúc này, một quyền ấn bỗng lao đến, sức mạnh kinh người ẩn chứa trong quyền ấn lập tức khiến tinh không trong sân trở nên hư ảo. Diệp Huyên trở tay nắm lấy kiếm, lao mạnh về phía trước, chém ra một kiếm. Bùm! Quyền ấn kia lập tức bị một kiếm của hắn chém vỡ, nhưng bản thân hắn cũng bị đánh bay ra nghìn trượng. Hai người chiến đấu động tĩnh rất lớn, thoáng chốc đã thu hút ánh mắt vô số cao thủ. Lúc này, một ông lão áo bào đen xuất hiện giữa hai người, ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Mộc Hư, nơi này không thể đánh nhau, các người không biết sao. Mộc Hư mở lòng bàn tay, một miếng lệnh bài chậm rãi bay đến trước mặt ông lão áo bào đen, nhìn thấy lệnh bài này, ông lão áo bào đen khẽ nhíu mày. Lệnh ngũ hành. Người của ngũ hành chi chủ. Mặt mũi ngũ hành chi chủ, thì vẫn phải nể nang. Nghĩ đến đây, ông lão áo bào đen quay đầu nhìn Diệp Huyên ở bên kia, lạnh giọng nói, bắt lấy. Vừa dứt lời, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên từ trong tối lao về phía Diệp Huyên. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày, không nói rông dài, hắn rút kiếm chém xuống. Ầm! Một kiếm này, trực tiếp chém bay một cao thủ bay đến trước mặt hắn bay đi mấy nghìn trượng. Thấy thế, những cao thủ trong tối đều rất kinh ngạc. Vậy mà dám ra tay với người của Thiên Cơ Thành. Chán sống rồi sao? Đối mặt với Diệp Huyên, vẻ mặt ông lão áo bào đen kia lập tức trở nên u ám, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ai cho ngươi cái gan chó đó. Vừa nói xong, ông ta bỗng lao lên trước, một bóng người bỗng lóe lên, sức mạnh kinh người lập tức khiến không gian nơi lướt qua đều vỡ vụn. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo hai mắt, ánh mắt hắn bỗng đầy sát ý lạnh lùng, vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên trong vỏ kiếm lập tức biến thành một luồng kiếm quang chém ra. Lượng biến. Tuy cảnh giới hắn không phải là lượng biến cảnh, nhưng một kiếm này của hắn đã là lượng biến, vì vậy, khi kiếm này vừa ra, không gian xung quanh lập tức nứt vỡ từng tầng. Ầm ầm. Bóng người kia run rẩy dữ dội, sau đó lập tức bị đánh bay ra nghìn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại, một phi kiếm đột nhiên chém đến. Ánh mắt ông lão áo bào đen thay đổi, hai cánh tay giao nhau, chắn trước mặt. Bùm, quỳnh. Một vùng kiếm quang vỡ vụn. Ông lão áo bào đen lại lần nữa bị đánh bay, mà khi ông ta vừa dừng lại, hai cánh tay đã bị chém vỡ. Ông lão áo bào đen có chút sững sờ, nhìn phía xa đang muốn nói thì lúc này, một thanh kiếm đã chĩa giữa trán ông ta. Thấy vậy, vẻ mặt Mộc Hư ở phía xa kia lập tức u ám. Thực lực của Diệp Huyên mạnh hơn trước không ít. Lúc trước, khi Diệp Huyên đối mặt với cao thủ lượng biến cảnh, đánh rất mất sức, nhưng bây giờ... Cao thủ lượng biến cảnh ở trước mặt Diệp Huyên gần như không có sức đánh trả. Thực lực tên này sao lại tăng nhanh như vậy? Ở trước mặt Diệp Huyên, ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nơi này là Thiên Cơ Thành, người động vào ta thử xem. Diệp Huyên nhíu mày, người dựa vào đâu mà cho rằng ta không dám động ngươi? Ông lão áo bào đen khẽ nhếch miệng hung tợn, vậy người động thử xem. Lúc này, một âm thanh truyền đến từ bên cạnh, Diệp công tử. Đây là chuyện hiểu lầm. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên và cô gái chậm rãi bước đến, người đàn ông này, chính là Thiên Cơ kia. Vẻ mặt Thiên Cơ khẽ cười lạnh nhạt, Diệp công tử, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chúng ta. Diệp Huyên bỗng cầm kiếm lướt qua. Bù! Đầu ông lão áo bào đen kia lập tức bay đi, mà linh hồn trong thoáng chốc đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thụ sạch sẽ. Thấy vậy, không khí trong sân lập tức nặng nề. Thật sự giết rồi. Hơn nữa, còn giết trước mặt thiếu thành chủ Thiên Cơ Thành.
mà gương mặt tươi cười của Thiên Cơ thoáng chốc cũng cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Thiên Cơ, cười nói, Thiên Cơ công tử, bây giờ ta nói với ngươi, đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi tin không? Thiên Cơ nhìn Diệp Huyên, ta vốn tưởng rằng Diệp công tử là bạn, nhưng bây giờ xem ra, ta thấy rằng ta nghĩ sai rồi. Diệp Huyên khẽ cười, Thiên Cơ công tử, đừng giả vờ trước mặt ta, thật đó, ta nhìn mà ngượng ngùng muốn chết mất. Từ khi chúng ta bắt đầu giao đấu đến bây giờ, ngươi đừng có nói với ta là bây giờ ngươi mới biết, nếu ta đoán không nhầm, khi ta vừa mới giao đấu với người của ngươi thì ngươi đã âm thầm ở trong tối rồi. Nhưng ngươi không hề ngăn cản, ngươi không hề xuất hiện nói đây chỉ là hiểu lầm, tại sao? Vì hai điểm, thứ nhất, ngươi muốn xem thực lực và lai lịch ta, thứ hai, ngươi chỉ đơn thuần muốn gây chút rắc rối cho ta, bởi vì ta và Tần Quan đi với nhau khá gần gũi, chuyện này khiến ngươi rất khó chịu. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu cười, bây giờ ta giết hắn rồi, thật ra sâu trong lòng ngươi có thể không hề tức giận gì, trái lại, ngươi còn có phần vui mừng, tại sao? Bởi vì nếu như vậy, thì ngươi sẽ có lý do quang minh chính đại nhắm vào ta rồi. Hơn nữa, ngươi nhắm vào ta, không chỉ có lý do hợp lý, mà còn đứng ở trên đỉnh cao đạo đức, ngay cả Tần Quan cô nương, chắc chắn cũng sẽ không nỡ ngăn ngươi lại. Có lẽ, ngươi đợi đến lúc nhìn thấy Tần Quan cô nương, tự mình sẽ kể khổ, hoặc là bán thảm đôi chút, lúc đó, ngươi không cần ra tay với ta, mà sẽ khiến Tần Quan cô nương chán ghét ta, có đúng không? Thiên Cơ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Cô gái bên cạnh Thiên Cơ đột nhiên lạnh giọng nói, ngươi là thá gì? Xứng để anh họ ta nhắm vào ngươi sao? Đúng là nực cười, còn về Tần các chủ kia, Đường ca ta nhìn chúng nàng ta, đó là vinh hạnh của nàng ta, mà nàng ta lại còn ra vẻ, đều là nữ nhân. Ta còn không biết mánh này của nàng ta sao? Im miệng. Thiên Cơ ở bên cạnh bỗng quát lên, ngăn cô gái lại. Cô gái ngây người. Lúc này, một âm thanh từ bên cạnh truyền đến, vị Diệp công tử này, là khách quý của Tiên Bảo các ta, khách quý siêu cấp. Nghe thấy, sắc mặt Thiên Cơ lập tức thay đổi. Trong sân, mọi người đều quay đầu nhìn sang, cách đó không xa, một cô gái chậm rãi bước đến. Chính là Tần Quan. Bên cạnh Tần Quan, còn có hai người, một người trong đó là Lão Trương, còn có một người là cô gái thon gầy mặc giáp đen, bên hông còn mang theo một thanh trường đao, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhìn thấy Tần Quan, Thiên Cơ vội vàng lên đón, Tần các chủ, Đường muội ta nói năng mạo phạm, mong Tần các chủ thứ lỗi. Tần Quan khẽ cười, ta không thứ lỗi. Nói xong, nàng ta nhìn cô gái bên cạnh Thiên Cơ. Cô gái kia không hề yếu thế nhìn thẳng Tần Quan. Ngay lúc này, cô gái bên cạnh Tần Quan đột nhiên biến mất, sau đó, sắc mặt Thiên Cơ bỗng chốc thay đổi, hắn ta định ra tay thế nhưng đầu cô gái bên cạnh hắn đã trực tiếp bay đi. Máu tươi tuôn ra như suối, tanh tưởi vô cùng. Trong sân, mọi người đều trừng mắt há miệng. Giết thẳng tay sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cũng ngơ ngác, nguyên nhân hắn kinh ngạc không phải vì cô gái mặc giáp này giết cô gái kia. Mà hắn kinh ngạc là vì thực lực của cô gái mặc giáp. Quá kinh khủng. Bởi vì khoảnh khắc vừa nãy, hắn cũng chưa kịp phản ứng lại. Đây là thực lực nghịch thiên gì vậy chứ? Thiên Cơ kia thì hoàn toàn ngây người. Thật sự giết rồi. Hắn ta thật sự không ngờ, người của Tần Quan lại không nể mặt hắn ta chút nào. Đây là em họ của hắn ta, là người của Thiên Cơ Thành. Tần Quan trừng mắt nhìn cô gái mặc giáp, thần tụ. Ta không bảo ngươi giết người. Cô gái tên thần tụ kia do dự chốc lát rồi nói, đao quá nhanh, không thu lại kịp. Mọi người. Thiên Cơ đột nhiên nói, Tần các chủ, ta một lòng tôn kính ngươi, nhưng hôm nay ngươi làm vậy, là coi thường Thiên Cơ Thành chúng ta, ngươi nhất định phải làm rõ cho Thiên Cơ Thành, nếu không. Ngay lúc này, giọng nói của Thiên Cơ chợt dừng lại, bởi vì một thanh đao đã chĩa vào trên cổ hắn ta. Sắc mặt Thiên Cơ thay đổi, lúc này trong lòng hắn ta đã run sợ đến cực điểm. Không có chút sức lực đánh trả. Cô gái tên thần tụ này rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Diệp Huyên cũng kinh sợ không thôi, cô gái tên thần tụ này, thực lực mạnh đến mức thái quá. Đao quá nhanh. Hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ chân trời phía xa, sau đó, một người đàn ông trung niên xé rách thời không. Xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến, chính là thành chủ của Thiên Cơ Thành, Thiên Mục.
Sau khi Thiên Mục xuất hiện trong sân, ông ta cũng chẳng buồn nhìn đến Thiên Cơ, mà nhanh chóng bước đến trước mặt Tần Quan, sau đó ôm quyền nói, Tần Các Chủ, Khuyển Tử mạo phạm, mong Tần Các Chủ đại nhân đại lượng, tha thứ cho hắn một lần, sau khi ta dẫn về, nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc. Nghe vậy, mọi người trong sân đều ngây người. Thiên Mục này mà lại chịu nhận lỗi. Thật ra, rất nhiều người đều không hiểu rõ Tần Quan, chỉ biết Tiên Bảo Các Phú Khả Địch Quốc, mà không biết thực lực thật sự của Tiên Bảo Các, trong mắt nhiều người, chỉ là cảm thấy Tiên Bảo Các là một thương hội mà thôi. Như vậy cũng không sai, nhưng nó không chỉ là thương hội, nó là một thương hội làm về khoa học công nghệ. Tần Quan nhìn Thiên Mục, cười nói, đối với ta mà nói, thật ra đều là chuyện nhỏ, vì ta sẽ không nổi giận với bọn họ, nhưng, các ngươi lại mạo phạm bạn của ta. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, có còn tức không? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật sự tức giận. Diệp Huyên lại gật đầu. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Mục thành chỉ, mượn một vật. Thiên Mục nhìn Tần Quan chằm chằm, mượn gì? Tần Quan khẽ cười, mượn đầu của con trai ngươi để dùng. Nàng ta vừa dứt lời, chỉ thấy đao quang ở bên cạnh lóe lên, đầu Thiên Cơ kia lập tức bay đi. Thần tụ mở lòng bàn tay, đầu Thiên Cơ kia bay đến trong tay nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, kính cẩn thi lễ, mong công tử bớt giận. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan bỗng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp công tử là khách quý siêu cấp cao quý nhất của Tiên Bảo Các ta. Được Tiên Bảo Các ta bảo vệ, đồng thời, hắn cũng là bạn ta. Nói rồi, nàng ta lấy ra một cây súng trường dài, sau đó nói, ai còn dám làm hắn không vui trước mặt ta, ta sẽ tiễn người đó đến lò thiêu. Mọi người. Diệp Huyên cũng khá là ngỡ ngàng. Cứ thế mà giết rồi á. Trong ấn tượng của hắn, tính tình Tần Quan rất tốt, ít khi tức giận, bởi thế nên hắn không ngờ Tần Quan lại thực sự giết chết Thiên Cơ. Không chỉ có Diệp Huyên, ngay cả Thiên Mục cũng lập tức ngây ra như phỗng. Cứ thế mà giết luôn ư. Không hề giữ mặt mũi cho người ta. Sau khi giết Thiên Cơ, ánh mắt thần tụ chuyển đến trên người Thiên Mục, có phần bất thiện. Thiên Mục quay đầu nhìn Tần Quan, sắc mặt vô cùng khó coi, Tần Các Chủ, thật sự phải làm đến mức này sao? Tần Quan mỉm cười, Thiên Mục thành chủ, ta dẫn bằng hữu tới Đại Thiên Vực. Mà con của ông lại âm thầm điều tra hắn, không chỉ vậy mà còn cố ý sai thuộc hạ đến gây sự với hắn. Dứt lời, nàng ta lắc đầu, Thiên Mục thành chủ, ta rất ghét kiểu đó. Thiên Mục nhìn chằm chằm Tần Quan, cố nén giận, tội của nó đáng chết sao? Tần Quan khẽ thở dài, Thiên Mục thành chủ, trước đây ông đã từng giúp đỡ lúc ta sáng lập Tiên Bảo Các, nếu không phải vậy thì hôm nay ta sẽ không ra mặt đâu. Ông cho rằng ta ra mặt là đang hại ông và Thiên Cơ thành sao? Nói tới đây, nàng ta lắc đầu, ta đang cứu ông và Thiên Cơ thành đấy. Đám người. Phải nói rằng, giờ phút này, sắc mặt của những người có mặt đều có phần quái dị. Giết con trai người ta xong mà lại kêu là muốn tốt cho người ta. Lúc này, tháp nhỏ khẽ thở dài, khủng bố vậy đó. Chỉ mình nó hiểu ý của Tần Quan lúc này. Nếu Thiên Cơ không chết thì mâu thuẫn giữa y và Diệp Huyên chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt, Thiên Cơ cũng coi như con nhà nòi được nuông chiều, tâm cao khí ngạo, sao lại dễ dàng chịu thua người khác. Một khi mâu thuẫn gay gắt hơn, chắc chắn giữa Thiên Cơ thành và Diệp Huyên chỉ có một bên được sống sót. Tất nhiên Diệp Huyên cũng hiểu ý Tần Quan muốn nói, hắn đi tới bên cạnh nàng ta, tay phải khẽ níu ống tay áo Tần Quan, có phần bất mãn, cứ nói cứ như thể ta là kẻ xấu vậy đó. Tần Quan chớp mắt, ta biết rõ mọi chuyện, là linh ma tộc làm phiền ngươi trước, Thiên Cơ thành nể mặt ngũ hành chi chủ nên mới nghiêng về phía chúng. Mà đúng những gì ngươi nói, Thiên Cơ cũng muốn thăm dò rồi gây khó dễ cho ngươi để tìm hiểu cặn kẽ về ngươi. Nếu gia cảnh ngươi không có gì đặc biệt thì y sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi, thậm chí không tiếc giết chết ngươi. Diệp Huyên trầm mặc. Tần Quan quay đầu nhìn Thiên Mục thành chủ, nếu ông cảm thấy không phục thì cứ việc đánh nhau. Tiên Bảo Các bọn ta sẽ theo đến cùng. Thiên Mục im lặng một lát rồi nói, theo lời Tần Các Chủ thì đây vốn là hiểu lầm, hiện tại mọi chuyện đã được làm rõ thì coi như xong. Dứt lời, ông ta quay lưng rời đi. Tần Quan chỉ cười mà không nói gì thế. Diệp Huyên trầm giọng hỏi,
cô không sợ ông ta trả thù sao? Tần quan cười đáp, ông ta không kiêng dè ta mà e sợ thần tụ, thực lực của thần tụ khiến ông ta cảm nhận được nguy hiểm nên mới không dám ra tay. Diệp Huyên liếc qua thần tụ, sau đó hỏi, vì sao ông ta lại không sợ cô? Ta cảm thấy cô mới là người đáng sợ nhất. Tần quan trừng mắt, vì ta không tu luyện chứ sao? Ta làm gì có cảnh giới nào? Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi lại hỏi, cô không biết đánh nhau thật à? Tần quan gật đầu, không biết, có điều ta lại nắm rõ về các cảnh giới trong lòng bàn tay, hơn nữa còn biết rằng cảnh giới không chỉ có vậy, ta còn đang soạn ra cảnh giới mới, muốn sáng tạo một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Diệp Huyên. Tần quan lại nói, thật ra rất nhiều người đều không biết rằng ta có cả tá bảo vật có lực sát thương cực lớn. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tần quan chớp mắt, bởi vì những kẻ biết chuyện gần như đều chết hết cả rồi. Tất nhiên, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, tộc trưởng Mộc Hư của Linh Ma tộc ở một bên liền muốn chuồn đi. Diệp Huyên nhìn thẳng về phía Mộc Hư, muốn chạy à? Mộc Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao? Ngươi còn muốn giết ta? Diệp Huyên cười nói, chẳng phải là đang thừa lời sao? Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí đang đứng. Xoẹt! Một tia kiếm quang lao vút giữa không trung. Ở nơi xa, Mộc Hư hơi híp mắt, chỉ bằng ngươi. Nói rồi, gã cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ầm! Kiếm quang đột nhiên nổ tung tuôn trào. Ngay sau đó, cả hai đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng trong giây phút Diệp Huyên bay ra ngoài thì kiếm Thanh Huyên trong tay hắn cũng biến mất. Ở nơi xa, trong mắt Mộc Hư bỗng nhiên co rụt, tay phải đánh mạnh về phía trước, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ra từ trong nắm đấm của gã. Ầm. Kiếm quang vặn vẹo, kiếm Thanh Huyên bị đánh bay đến trước mặt Diệp Huyên, thế nhưng, tay phải của Mộc Hư cũng vỡ nát, lộ rõ cả xương. Mộc Hư liếc cánh tay phải chỉ còn xương của mình, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, gã nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, chậm rãi nâng tay trái lên, sau đó, tinh không xung quanh lập tức sôi trào. Lúc này, trong bóng tối đột nhiên có mấy cường giả bí ẩn, bọn họ nhanh chóng phong tỏa thời không ở nơi đây. Nếu không phong tỏa thời không thì cuộc chiến giữa những cường giả cấp bậc này có thể phá nát cả đại thiên vực. Bởi vì sức phá hoại của nó quá đáng sợ. Ở nơi xa, Diệp Huyên cầm kiếm đứng nhìn, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn khẽ rung lên. Lúc này, trong mắt Mộc Hư lóe lên vẻ dữ tợn, chết đi. Vừa dứt lời, lòng bàn tay trái của gã đẩy mạnh về phía trước. Ầm. Trong chớp mắt đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên tuôn trào từ mảnh thời không trên đỉnh đầu Diệp Huyên, thời không chỗ Diệp Huyên đang đứng lập tức vỡ vụn. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Tam kiếm hợp nhất. Mà chiêu thức này có sự biến đổi về lượng. Tam kiếm vừa ra, hai mắt Tần quan ở đằng xa lập tức sáng bừng, thú vị đấy. Ầm. Lúc này, kiếm quang mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ trước mặt Diệp Huyên phá nát hết thảy mọi thứ, thời không vốn bị phong tỏa xung quanh lập tức vỡ vụn, ngay sau đó là một bóng dáng điên cuồng lùi về phía sau. Đó chính là Mộc Hư. Mộc Hư bị đánh lùi hơn mấy chục nghìn trượng. Gã vừa mới dừng lại được thì cũng là lúc bị một thanh kiếm vô thanh vô tức đâm thẳng giữa trán. Phập. Cả người Mộc Hư cứng đờ. Thua. Diệp Huyên nhìn Mộc Hư, đang muốn để kiếm Thanh Huyên hấp thu hết linh hồn của gã thì đúng lúc này, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên trào xa, sau đó, kiếm Thanh Huyên đang cắm vào trán Mộc Hư bị sức mạnh thần bí đánh bay ra ngoài, còn Mộc Hư thì bị lôi vào bên trong một vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ ở chân trời. Diệp Huyên nhìn về phía đó, lông mày nhíu chặt. Ngũ hành chi chủ. Lão Trương vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên cất lời. Ngũ hành chi chủ. Là người có cấp bậc ngang với thời gian chi chủ. Diệp Huyên nhìn ngũ hành chi chủ, im lặng không nói. Ngũ hành chi chủ cũng đang trừng mắt nhìn Diệp Huyên, người rất ngông cuồng. Diệp Huyên bật cười, lời này của ngươi là sao? Có vẻ như người của ngươi muốn tới giết ta nhỉ? Ngũ hành chi chủ lạnh lùng liếc Diệp Huyên, thiên mạch kia, ngươi có mệnh tới đó, nhưng không có số hưởng. Dứt lời, ông ta liếc Tần quan ở một bên một cái rồi quay lưng đi. Thần tụ ở bên cạnh Tần quan bỗng nhíu mày,
thanh đao bên trong vỏ rung mạnh, y đang muốn ra tay nhưng lại bị Tần Quan ngăn lại. Tần Quan cười nói, thôi, chúng ta còn việc cần làm. Dứt lời, nàng ta quay sang Diệp Huyên, ta phát hiện, phương pháp tu luyện của ngươi vẫn có điểm thiếu sót, nếu ngươi đồng ý thì ta có thể nói kỹ càng hơn, để nâng cao cảnh giới và thực lực của ngươi. Diệp Huyên nghe thấy vậy vội đáp, tất nhiên không ngại gì rồi. Tần Quan cười nói, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta liền quay gót. Ở một bên, thần tụ đang muốn lặng lẽ lủi đi thì đúng lúc bị Tần Quan liếc tới, ngươi muốn đi đâu? Thần tụ do dự một lát mới nói, ăn cơm. Tần Quan trừng mắt nhìn thần tụ, người muốn đi giết ngũ hành chi chủ chứ gì? Diệp Huyên. Thần tụ trầm giọng nói, lúc ông ta sắp đi có liếc các chủ, thuộc hạ nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của đối phương. Tần Quan trợn mắt nhìn thần tụ, sau đó bảo, thế nên người muốn đi giết ông ta. Thần tụ gật đầu. Tần Quan khẽ gật đầu, thần tụ, từ giờ trở đi, ta chỉ nói lần cuối cùng. Sau này không có mệnh lệnh của ta thì ngươi không được tự ý ra tay, và cũng đừng nghĩ rằng mình giỏi đánh nhau. Bởi vì trên đời này có cực kỳ nhiều người còn giỏi đánh nhau hơn ngươi. Nếu như ngươi gặp phải những cường giả siêu cấp, chính cái tính này sẽ hại chết bản thân ngươi đó, hiểu chưa? Thần tụ khẽ gật đầu, hiểu. Tần Quan khẽ thở dài, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, cứ gọi ta là Diệp Huyên đi. Cứ gọi Diệp công tử nghe xa lạ lắm. Tần Quan mỉm cười, vậy ta gọi công tử là Diệp Huyên nhé, người cũng có thể gọi ta là Tần Quan. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tần Quan, ta nhớ hình như lần trước cô bảo đây là đại danh của cô nhỉ. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên vội hỏi, vậy nhũ danh của cô là gì? Tần Quan cười đáp, Tư Phàm, Tần Tư Phàm. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ta gọi cô là Tư Phàm nhé. Cô có ngại không? Tần Quan do dự một lát rồi nói, ta nghĩ, người cứ gọi đại danh của ta đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được, nghe cô. Tần Quan cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên rời đi. Trên đường đi, Tần Quan đột nhiên nói, vừa nãy ta thấy ngươi thi triển tam kiếm, một kiếm chém quá khứ, một kiếm chém tương lai, một kiếm chém hiện tại, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, mong Tần cô nương chỉ bảo thêm. Tần Quan gật đầu, ta có cách giúp tam kiếm của ngươi mạnh hơn hiện giờ 10 lần. Biểu cảm của Diệp Huyên sững lại, chơi lớn vậy sao, gấp 10 lần luôn. Tần Quan nghiêm túc nói, ta không lừa ngươi bởi vì ngươi vẫn chưa hiểu hết về thời không, nếu biết nhiều hơn nữa, vậy thì tam kiếm của ngươi sẽ uy lực cực mạnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, mong được Tần cô nương chỉ giáo. Tần Quan cười nói, thời không chính là sự kết hợp giữa thời gian và không gian, trong đó có thời không quá khứ, thời không hiện tại và thời không tương lai, sở dĩ phân chia thành ba loại như vậy là bởi vì chỉ có một dòng sông thời gian, mà ngươi có biết bản chất của dòng sông thời gian là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tần Quan mỉm cười, bản chất vẫn là thời không. Diệp Huyên. Tần Quan cười nói, dòng sông thời gian vốn được hình thành từ thời không. Giống như kiểu gà mái từ đâu mà có. Nó chui ra từ trong quả trứng. Vậy nguồn gốc của trứng là gì? Trứng do gà mái đẻ ra. Ngươi đã hiểu ta muốn nói gì chưa? Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Hiểu cái con khỉ ấy mà hiểu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần cô nương, vậy cô nói xem gà có trước hay trứng có trước? Tần Quan cười hỏi, ngươi thấy sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Tần Quan mỉm cười, thật ra chuyện này không quan trọng, quan trọng là ngươi phải hiểu được bản chất của dòng sông thời gian vẫn là thời không, mà thời không thì được chia thành thờ, không tương lai, hiện tại và quá khứ. Lúc ngươi vừa thi triển chiêu thức kia không hề lấy thời không làm trung tâm mà lại cưỡng ép xâm nhập thời không quá khứ và tương lai. Vì thế chính ngươi sẽ bị thời không bài xích, cho dù ngươi có một ít pháp tắc của thời gian chi chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của Tần Quan cô nương là ta có thể hòa thành một thể với thời không quá khứ và tương lai, đúng chứ? Tần Quan lập tức thở phào một hơi, ôi má, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi. Diệp Huyên. Tần Quan tiếp tục nói, nếu là người khác, muốn dung hợp thời không quá khứ và thời không tương lai lại với nhau là chuyện vô cùng khó, bởi vì chúng sẽ bài xích những người ở giai đoạn hiện tại không thuộc về chúng. Nhưng ngươi thì không gặp phải vấn đề này.
Vì sao ư? Bởi vì ngươi có pháp tắc của thời gian chi chủ, còn có cả thanh kiếm này. Kiếm này của ngươi có khả năng khắc chế và áp chế thời không? Thế nên ngươi chỉ cần lợi dụng điều đó thì sẽ khiến uy lực của tam kiếm mình đánh ra được tăng lên rất rất nhiều. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan mở to mắt, hiểu thật rồi sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, trong suy nghĩ của cô, ngộ tính của ta kém lắm à? Tần Quan thành thực gật đầu, hơi hơi. Diệp Huyên. Tần Quan do dự một lát rồi nói, ngươi không để ý đó chứ? Diệp Huyên trầm giọng đáp, vậy theo cô, người như thế nào mới được coi là thiên tài? Tần Quan ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chính là người tạo ra thanh kiếm này cho ngươi. Diệp Huyên cạn lời hoàn toàn. Không phải hắn không ổn mà do ánh mắt của cô gái này quá cao thì có. Tần Quan nói, ngươi có muốn thử tu luyện xem sao không? Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Tần Quan mỉm cười, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyên cười đáp, được. Dứt lời, hắn liền quay về trong tháp nhỏ. Tu luyện. Thời không quá khứ, thời không tương lai, thời không hiện tại. Diệp Huyên không còn ép buộc quay về quá khứ như trước nữa, hắn bắt đầu dung hợp những thời không kia lại với nhau. Hắn có pháp tắc mà thời gian chi chủ tặng, còn có cả kiếm thanh huyền, bởi vậy chuyện này không hề khó khăn gì với hắn cả. Mà sau khi dung hợp thời không xong, hắn phát hiện quả thật uy lực của kiếm cũng mạnh hơn không ít. Nên nói là nó đã có sự biến đổi về chất. Biến đổi về chất sao? Nghĩ tới đây, lông mày Diệp Huyên khẽ nhíu. Thế nào gọi là biến đổi về chất? Hiện giờ hắn đang ở giai đoạn biến đổi về lượng, còn sau khi dung hợp thời không vừa nãy, hắn bỗng phát hiện tam kiếm của mình đã biến đổi về lượng cực kỳ nhanh, cuối cùng đạt đến mức độ biến đổi về chất. Sau khi biến đổi về lượng đến một mức nhất định thì sẽ làm bản chất thay đổi. Tam kiếm của hắn đã đạt đến trình độ thay đổi về chất. Diệp Huyên im lặng một lát rồi rời khỏi tháp nhỏ, đi vào tầng thứ 12 của tiên bảo các nơi Tần Quan đang làm việc. Diệp Huyên nhìn Tần Quan đang ngồi ở bàn đọc sách, không hề quấy rầy nàng ta. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói ta sắp xong rồi. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan tiếp tục viết, nàng ta viết cũng không quá nhanh, mà cứ viết một lát lại ngừng lại suy nghĩ, sau đó mới viết tiếp. Diệp Huyên thấy hơi tò mò, Tần Quan cô nương đang viết gì vậy? Tần Quan cười đáp, sắp xong rồi. Dứt lời, nàng liền tăng tốc. Một lát sau, nàng ta đột nhiên đứng dậy, sau đó cầm sổ ghi chép đi tới trước mặt Diệp Huyên rồi đưa nó cho hắn, cho ngươi này. Diệp Huyên tò mò nhận lấy cuốn sổ rồi mở ra. Giữa trang đầu tiên chỉ có vài chữ to đùng, thay đổi về chất. Thay đổi về chất. Lúc nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Huyên lập tức sững người. Tần Quan cười nói, người đã đạt đến độ thay đổi về lượng, tiếp theo chính là thay đổi về chất. Trong cuốn sổ này ta đã ghi rất rõ, người cứ tu luyện theo là được. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, cô viết riêng cho ta sao? Tần Quan gật đầu, ừ. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Tần Quan chớp mắt, sau đó nói, không phải ngươi đang cần có à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, quả thật ta đang cần nó. À ý ta là, vì sao cô lại cố ý viết nó cho ta? Tần Quan im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, không phải cô có ý gì đó với ta đấy chứ? Tần Quan vội xua tay, không không, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi. Diệp Huyên bó tay, vậy cô có ý gì? Tần Quan do dự giây lát mới nói, ta có thể bịa không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng ngắc. Tần Quan liếc Diệp Huyên, nói khẽ, được chứ? Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan vội vàng nói, ta thích giúp người khác, thấy người cần nên muốn giúp thôi. Chỉ có vậy. Diệp Huyên. Tần Quan đột nhiên nói, thôi, chúng ta đừng xoắn suýt vấn đề này nữa. Đi, ta dẫn người tới một nơi. Dứt lời. Nàng ta lập tức dẫn Diệp Huyên rời khỏi thư phòng. Giữa tinh không, Diệp Huyên hỏi, Tần Quan cô nương, giờ chúng ta đi đâu đây? Tần Quan đáp, Nghiệp Đô. Diệp Huyên nhíu mày, Nghiệp Đô. Tần Quan gật đầu, hôm nay ở đó sẽ tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, người của các thế lực lớn đều có mặt. Trong đó có món thần vật có ích với ngươi, ta định mua lại tặng ngươi.
Diệp Huyên nhíu mày, tặng ta. Tần Quan gật đầu, một người thần bí đã nhờ chúng ta bán đấu giá hộ, muốn kiếm được cái giá ổn ổn tí. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, vì sao lại mua cho ta? Tần Quan nghiêm túc nói, ta thích giúp đỡ người khác. Diệp Huyên dừng bước, cứ thế im lặng nhìn Tần Quan. Tần Quan ngại ngùng cười cười, có vẻ ngươi không tin nhỉ. Diệp Huyên lắc đầu, cô đừng giả ngu với ta, nói thật luôn đi. Tần Quan do dự một lát rồi nói, có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là phụ thân của ngươi và phụ thân ta là bạn thân, Dương Bá Phụ từng giúp đỡ Thủy gia chúng ta ở Hễ Ngân Hà không ít. À, Thủy gia chính là gia tộc của mẹ ta. Thứ hai là vì sau này ta có chuyện cần nhờ ngươi giúp đỡ, mà chuyện kia không đơn giản lắm, thế nên bây giờ ta giúp đỡ người, vậy thì về sau lúc đề cập nhờ giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không từ chối nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô giỏi thế rồi, mà sau này còn cần ta giúp. Tần Quan cười nói, chuyện kia chỉ có thể do ngươi làm, người khác không tin được, bao gồm cả muội muội vô địch kia của ngươi cũng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ ta có thể làm được. Nói tới đây, hắn nhìn sang Tần Quan, sau đó nói, không phải là sinh con đấy chứ. Vẻ mặt Tần Quan sững sờ, nàng ta đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó lấy ra một khối không nói võ đức đặt vào tay Diệp Huyên, ngươi cảm thấy thứ này có đẹp không? Diệp Huyên. Tần Quan chớp mắt, muốn thử uy lực của nó không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, trả lại khối bất giảng vũ đức cho Tần Quan. Mặc dù thực lực hiện giờ của hắn đã có sự thay đổi về chất, thế nhưng chưa chắc đã gánh được khối không nói võ đức này. Phải đút gần 200 triệu tinh mạch đó. Đây là khái niệm quái quỷ gì vậy? Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta mau đi thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có thể tiết lộ xíu xiu về việc mà sau này cô cần ta giúp không? Tần Quan lắc đầu, không thể. Diệp Huyên. Tần Quan đột nhiên dừng lại. Sau đó quay sang nhìn Diệp Huyên, giờ ta giúp ngươi thì sau này ngươi cũng sẽ giúp ta, đúng chứ? Diệp Huyên do dự một lát rồi gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ gật đầu, ta tin nhân phẩm của ngươi. Diệp Huyên. Sau khi Tần Quan dẫn Diệp Huyên vào một tinh vực thần bí, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ, ông ta cung kính hành lễ, các chủ, ta là hội trưởng Lý Hưu của Tiên Bảo Các tại Nghiệp Đô. Nếu các chủ có cần gì thì cứ việc dặn dò. Tần Quan khẽ gật đầu, bao lâu nữa buổi đấu giá bắt đầu? Ông lão đáp, 3 ngày. Nói tới đây, ông ta ngừng một lát, rồi nói, các chủ muốn bắt đầu lúc nào thì tổ chức lúc đó vậy. Diệp Huyên im lặng. Tiên Bảo Các này đúng là nơi biết nịnh hót thật đấy. Tần Quan trầm ngâm một lát rồi nói, đừng lãng phí thời gian, mai tổ chức luôn đi. Ông lão vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp luôn. Dứt lời, ông ta lập tức quay lưng rời đi. Diệp Huyên nhìn sang Tần Quan, cô lại muốn mua cái gì tặng ta nữa vậy? Tần Quan mỉm cười xinh đẹp, trước tiên thả một mồi câu đã, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dù sao cũng rất phù hợp với ngươi bây giờ. Diệp Huyên do dự một lát mới nói, thật ra ta cảm thấy bảo bối trên người cô cũng rất hợp với ta. Tần Quan lắc đầu, cho dù ta có đưa ngươi thì ngươi cũng không dùng nổi, bởi vì ngươi rất nghèo. Biểu cảm trên mặt Diệp Huyên cứng đờ. Má nó. Rất nghèo đấy. Hắn không cách nào phản bác. Tần Quan nói, bảo bối của ta gần như chỉ cho chính ta và Tiểu Bạch dùng. Tiểu Bạch có thể dùng được nó bởi vì bản thân nàng ấy chính là một linh mạch cực kỳ siêu cấp. Về phần người khác. Cho dù ta có đưa thì người đó cũng không thể phát huy được uy lực của số bảo bối này, bởi vì phải cần tiền mới có thể sử dụng được chúng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cô kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Tần Quan cười nói, dùng khoa học chỉnh lại thần học tất nhiên cần rất nhiều tiền, phải nghiên cứu rất nhiều, mà cần có tiền mới tiến hành nghiên cứu được. Hơn nữa, ta còn đang tạo ra một hạm đội siêu cấp, cũng cần có tiền. Ngoài ra, ta còn có cả một kế hoạch vô cùng lớn. Nói tới đây, nàng ta đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên tò mò, kế hoạch gì cơ? Tần Quan chớp mắt, không tiện tiết lộ. Diệp Huyên không biết nên nói gì. Cô gái này đúng là biết nhử thật đấy. Một lát sau, cả hai tới Nghiệp Đô. Nghiệp Đô là một tòa thành sầm uất, chỉ sau mỗi Thiên Cơ Thành, mà nơi đây có thể coi như một tòa thành thương nghiệp, bởi vì các thế lực lớn gần như tới đây để giao dịch hàng hóa.
Hôm nay Nghiệp Đô vô cùng náo nhiệt, bởi vì Thiên Bảo Các sắp sửa muốn đấu giá ba món thần vật siêu cấp. Thế nào được gọi là thần vật siêu cấp? Tức là loại thần vật có khả năng cực kỳ nghịch thiên mới được gọi như vậy, bình thường những thứ như thế vô cùng hiếm gặp, mà lần này, Nghiệp Đô lại xuất hiện tận ba món trong một lần. Tất cả thế lực siêu cấp của vũ trụ quan huyên đều nhao nhao chạy tới, cho dù không mua nổi thì cũng muốn nhìn thử xem ba món thần vật siêu cấp kia có hình dạng thế nào. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, trước mắt hắn, là quyển sách mà Tần Quan cho hắn. Chất biến. Lúc trước hắn được Tần Quan chỉ điểm, ba kiếm đều đã đạt đến chất biến, nhưng, chỉ có ba kiếm mới có thể chất biến. Hơn nữa, về chất biến là thế nào thì hắn vốn cũng không hiểu nhiều. Mà trong cuốn sách này, những điều về chất biến được ghi chép rất rõ ràng. Thế nào là biến đổi về chất? Đó là mọi vật chuyển đổi từ trạng thái tồn tại này sang một trạng thái tồn tại khác. Nói đơn giản, chính là sau khi một loại vật chất đạt đến cực hạn thì sẽ thăng hoa lần nữa. Giống như rút kiếm định sinh tử của hắn, khi chồng chéo đến một trình độ nhất định, thì uy lực của kiếm sẽ đạt đến lượng biến, mà sau khi lượng biến đạt đến cực hạn thì sẽ tăng thêm lần nữa, cũng chính là chất biến. Mà chất biến cảnh này, Tần Quan lại chia thành hai loại, một là chất biến trên vật chất, loại này được gọi là chất biến. Còn loại kia lại là chất biến trên tư tưởng, chính là thần biến. Hai loại này có sự khác biệt, chất biến trên vật chất nói đơn giản thì chính là thực lực sẽ tăng vọt lên, còn chất biến trên tư tưởng có nghĩa cảnh giới tư tưởng bản thân đạt đến một cao độ khác. Nói đơn giản ra, loại đầu thì tăng thực lực bản thân, loại sau là tăng cực hạn bản thân. Mà mục tiêu chủ yếu hiện tại của hắn là khiến bản thân đạt đến chất biến trên vật chất. Trong thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chấm chấm chấm. Ở thế giới bên ngoài, một ngày sau. Tại Thiên Bảo Các, trong đại viện. Buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu, nhưng trong đại điện lại chỉ có 10 người. Ít đến đáng thương. Tại sao lại vậy? Bởi vì Thiên Bảo Các có yêu cầu, hễ là người muốn đến tham gia buổi đấu giá, thì bắt buộc phải thống kê tài sản. Ít nhất phải có 1 tỷ tinh thần mạch mới có tư cách tiến vào. 1 tỷ tinh thần mạch, cũng chỉ có mấy thế lực siêu cấp đỉnh cao nhất vũ trụ quan huyên này, mới có thể lấy ra được. Tần Quan đến trước phòng Diệp Huyên, nàng ta khẽ gõ cửa, một lúc sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Tần Quan. Tần Quan đánh giá Diệp Huyên, khẽ cười, chất biến rồi. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan cười nói, chúng ta đi tham gia buổi đấu giá thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo Tần Quan đến buổi đấu giá, vừa tiến vào đại điện, Lý Hưu đã xuất hiện trước mặt hai người. Lý Hưu thi lễ, các chủ, ta đã sắp xếp vị trí tốt cho người và Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, ông ta đưa Diệp Huyên và Tần Quan đến vị trí trung tâm hàng trên cùng của đại điện, vị trí này quan sát tốt nhất, hơn nữa. Cả hàng đầu tiên không có người nào khác, mà chỉ có Diệp Huyên và Tần Quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 197.